Rồi, alo alo, anh em nghe em nói không nhờ? Alo, anh em nghe em nói không nhờ? Alo, 1, 2, 3. Chào chào mấy anh em, chào mấy anh em nghe em nói không nhờ? Tức mấy cái này, tức mấy cái mấy anh em. Hẹn tí sếp ơi, ok. Cái chưa không ship ơi, rồi ok, cảm ơn anh em. Rồi thì đầu đấy, đầu tiên thì em chào anh em, buổi chiều anh em, mấy anh em mới vô rồi thì chủ chúng ta thì hiện tại đang đâm sắp mặt lờ, đang rất là khó chịu. Nhưng mà đối với em thì ở thời điểm hiện tại á vẫn đây, như trên màn hình em thấy cái plan này của em này, thì ở thời điểm hiện tại nó đang đi cái plan xấu này, thì cái plan xấu này em đã cho anh em là nó sẽ về cái vùng 1.769 ha, thì nó là vùng ngay chỗ này nè. Đấy, thì với cái vùng như thế này á thì chúng ta vẫn tiếp tục đợi thôi,
hoặc là bây giờ nếu anh em chưa cắt lỗ đi ha, thì chúng ta sẽ đợi cho nó bắt test lên, chúng ta cắt lỗ rồi khi mà bên xe rút xuống này chúng ta tính tiếp. Nhớ là anh em không nên bắt đáy nha, bắt đáy chết ráng chịu nha, nó rồi bắt đáy chết ráng chịu. To tiếng sếp mình là nhỏ, ok. Rồi ok chưa anh em? To hơn được tí nào chưa? Ok chưa anh em? To hơn chưa? Anh em thấy nó to hơn tí nào chưa? Ok rồi á, ok. Thì cơ bản á, là để giải thích cho cái cú đâm vừa qua á, chúng ta sẽ có hai cái tin tức. Hai tin tức. Đầu tiên, ủa không, xin lỗi anh em, ba cái tin tức nha. Em vẫn còn hơi tê tê cái hàm nó vẫn còn sưng ấy, nên là nói hơi khó ngang tí, anh em thông cảm nhé. Nhưng mà thị trường nó đâm như thế này thì em vẫn phải lên livestream. Ừ, để cho anh em thấy được cái góc nhìn ở tương lai như thế nào, chúng ta sẽ phản ứng với cái tin tức, chuỗi tin tức của chúng ta như thế nào. Thì đầu tiên nhá, đầu tiên em sẽ nói với anh em là cái trong ngày hôm nay nhá, những cái tin tức nào làm cho BTC đâm với lại total đâm. Đầu tiên là cái ở đây chúng ta sẽ thấy hai cái tin tức mà sáng nay An có lên bài này lúc 8 giờ sáng, 8 giờ 47 sáng ha. Đó là đầu tiên là báo cáo biên bản của Fed thị trường toàn cầu. Thì biên bản cuộc họp này cho thấy là ngân hàng trung ương Mỹ đang kiên trì về chiến thuật là nới lỏng định lượng. Nới lỏng định lượng là như thế nào? Đơn giản thì anh em sẽ thấy là tăng lãi suất. Thì cái đầu tiên mà chúng ta đã có rồi nha, là tăng lãi suất của trái phiếu. Mà khi mà tăng lãi suất trái phiếu á, thì cái bữa mà lúc mà mình cho anh em sọt dot, con dot này nè, ngay chỗ này nè, khoảng ngày 4 á, ngày 4 mình cho anh em sọt con dot này nè, polka dot á, là mình sáng mình đọc thấy cái tin là tăng lãi suất trái phiếu đấy, nên là mình khi mà mình đọc được tin đó thì mình thấy là vàng sẽ đâm nè. Đầu tiên là vàng sẽ đâm, và những cái con như kiểu những cái con crypto mà gần như là gần thời gian gần đây nó không có tin tức á, không tin tức nào nổi bật á, và sắp tới nó sẽ có tin tức mạnh á, thì nó sẽ đâm để mà nó lấy một cái entry khác. Thì mình chú ý vào con dot này đấy, để mà mình cho anh em. Thì cái liên quan tới cái tăng lượng QE này, và chuyện là bên Mỹ họ đã không cho là cái lãi suất cực thấp ở thời điểm hiện tại là cần thiết nữa, có nghĩa là họ đã bơm tiền chán rồi đó, họ đã bơm tiền chán rồi đó, và họ chuẩn bị thu tiền về, thu tài sản về anh em, và họ sắp mua xong tài sản rồi. Thì ở thời điểm hiện tại anh em sẽ thấy là ngay cả ở Việt Nam đi, Việt Nam vừa có một gói bơm thêm, bơm tiền thêm nhé. Đấy, thị trường tiền tệ điện tử giảm hàng tỷ đô rồi, kim loại quý, vàng cũng sụt nha anh em, chứ không chỉ mình crypto nha anh em. Chúng ta nhìn vào thì chúng ta phải nhìn đây, anh em có thể thấy là cái chạc vàng của chúng ta sau khi cái tin của là nó gãy chung với lại chạc BTC luôn nha, là 3 ngày nay là nó đâm, được chưa anh em? 3 ngày nay là nó đâm, chứ nó không có riêng gì chỉ thị trường crypto của chúng ta nha. Đây, và với cái trạng như thế này thì mình sẽ phân tích nó đi như thế này. Một cú hồi lên và canh sọt. Tiếp tục sọt xuống. Đấy. Hoặc là trên cái trạng này này. Thì đối với vàng nhá, mình sẽ phân tích chung tổng quan thị trường, tất cả các thị trường cho anh em thấy là đây không phải là một tin tức riêng của thị trường crypto của chúng ta nha. Và đây là cái dòng chảy chung nha. Nên là anh em ở thời điểm hiện tại anh em sẽ thấy là sắp tới với cái tin tức như thế này, với cái tin tức là nới lỏng định lượng sớm như thế này,
Thì tối nay chúng ta có một cái tin liên quan tới cái gì ta, quên mất tiêu rồi, tự nhiên em quên mất. Xin lỗi anh em. Forex Factory, đây để em vô cái dạng này để em lấy tin tức. Đây thì tối nay chúng ta sẽ có non farm nha anh em. Tối nay chúng ta sẽ có non farm và đây là một tin tức rất mạnh liên quan tới thị trường tài chính cả thế giới luôn nha anh em. Thì ở thời điểm hiện tại có thể tối nay sẽ là một tin tức non-farm tốt để mà nó đẩy giá lên như thế này. Sau đó là đối với vàng nhé, em sẽ phân tích vàng cho anh em. Em sẽ phân tích vàng nhé. Thì với cái tin non-farm như thế này tối ngày hôm nay, với cái cây đỏ như thế này thì có khả năng tối ngày hôm nay sẽ có một cái giật lên và sau đó sẽ giật xuống ngay lập tức như thế này nha anh em. Nên là ngày hôm nay anh em cẩn thận, rất là cẩn thận khi mà anh em trade. Vì ở thời điểm hiện tại anh em có thể thấy nè, vàng nha. Vàng rất là nhạy cảm với tin tức của Mỹ nha anh em. Thì ở thời điểm hiện tại nó đang xoay quay gần cuối tam giác rồi. Ở khu vực này là gần cuối tam giác rồi và đây là một khu vực rất là khó đoán và chúng ta sẽ rất là khó đánh nha anh em. Vì thế BTC nó cũng đang đi như vậy luôn. Nó đang đi như anh em thấy trên cái chart em đang đang phân tích cho anh em ở trên chart này nhá, chart BTC nhá, là nó đang chạm cái trục vùng trendline này. Cái vùng trendline này là cái vùng trendline uptrend từ cái đáy kể từ tháng 9 cho tới nối với lại cái đáy tháng 7 năm 2021, tháng 9 năm 2020 cho tới tháng 7 năm 2021 kéo lên, thì chúng ta có một cái vùng này. Thì tạm thời chúng ta sẽ đứng ngoài thị trường để mà chúng ta đợi tin tức coi nó đi như thế nào để mà chúng ta biết được là tương lai của thị trường như thế nào nha anh em. Không phải là vì cắt lỗ mà chúng ta anh em sợ hãi nhá. Mà vì tối ngày hôm nay tin tức rất là mạnh. Em sẽ không biết được là sau khi cái tin này ra nó có rách được cái, nếu mà nó rách. Trường hợp nếu mà nó rách nhá. Trường hợp nếu mà nó rách á là đây sẽ là một chu kỳ đóng băng, nhìn cho đóng băng của toàn thị trường luôn. Kể cả vàng BTC bất động sản chết sạch, em nói thẳng luôn, chết sạch, chết hết. Nên là ở thời điểm hiện tại anh em nên cẩn thận nha, nhất là những anh em bất động sản nha. Tại vì sao em lại nói bất động sản? Tại vì khi mà nới lỏng định lượng QE nè, là khi tăng lãi suất á thì thường á, khi mà đã bơm tiền anh em sẽ thấy á, là bơm tiền, khi mà bơm tiền ra thị trường á thì tất cả các chính phủ sẽ thi nhau bơm tiền để mà đồng tiền của mình không bị thua thiệt với người khác. Cái này trong bên Mỹ người ta gọi, ủa gì ta, em hoặc là mấy anh em mà hay chơi tài chính, em xin lỗi, kêu em gọi đi, em hay gọi là xuất khẩu lạm phát á. Mỹ nó xuất khẩu lạm phát ra nước khác bằng cách là nó bơm tiền ra, nó làm cho cái số tiền mà các nước, các chính phủ trên thế giới á, nó dự trữ á, nó bị giảm về tỷ lệ phần trăm đi. Từ đó nó dẫn tới cái chuyện là dòng tiền nó sẽ đổ từ nước khác về lại Mỹ, dòng tài sản nó sẽ đổ từ nước khác về Mỹ. Thì cái chuyện này nó sẽ dẫn tới một cái chuyện đó là tất cả các chính phủ sẽ thi nhau bơm tiền ra, rồi sau đó khi mà Mỹ nó bắt đầu nới lỏng định lượng QE này hoặc nó tăng lãi suất thì tất cả các chính phủ sẽ tăng lãi suất theo. Chuyện này sẽ dẫn tới cái chuyện gì? Khi mà tăng lãi suất á, thì thị trường bất động sản sẽ là cái thị trường đầu tiên dính vào cái vấn đề này. Cái thứ hai á là thị trường về chứng khoán. Anh em sẽ thấy là ở thời điểm hiện tại á, chứng khoán đang rất là bay nha. Ở thời điểm hiện tại chứng khoán đang rất là bay. Tại vì sao? Việt Nam vừa mới bơm tiền, đơn giản vậy thôi. Việt Nam vừa mới bơm tiền, nhưng anh em hãy nhìn vào những cái chart liên quan tới những công ty lớn của Việt Nam nhé. Ví dụ như Vinamilk nè, rồi tập đoàn Vingroup nè, ở đây là Viettel Global nè. Rồi mấy cái em thấy là gần như tất cả các chart, ví dụ như hàng không Việt Nam nè, Vietnam Airlines nhá, là nếu mà nó gãy cái trendline này chúng ta sẽ có một cái chu kỳ đâm rất là sâu. Và ngay cả cái Techcombank đi, tóc Techcombank em đã nói với anh em là cái chart này nó sẽ đâm á, em phân tích từ rất là lâu rồi. Rồi tập đoàn Hòa Phát sau sau cái chu kỳ bay nhá, tiếp tục đâm này. Rồi ở đây là FPT nhá,
Đúng, được chưa anh em? Nên là ở thời điểm hiện tại em khuyên anh em là nên cẩn thận với dòng tiền của chính bản thân mình. Một số con á, ví dụ như bamboo nhá, là nó bay nè, ví dụ như nó bay như thế này nhá. Em đang thấy nó sắp lên tới cái vùng 8 nè, anh em cẩn thận nè, những ông nào đang ôm bamboo thì cẩn thận nè. Hoặc là những ông nào mà chuẩn bị được sell hoặc broker của mấy sàn ở chứng khoán á, hỏi về vấn đề có nên mua bamboo hay không á, kêu sắp tới là nó có tin tức này kia ấy. Bây giờ anh em vô đúng không? Nó tăng tiếp nè. Lời nhá, em không nói là không lời nhá, lời 12% nhá. Nhưng mà anh em thấy cái chạc nè, nó gần nó xanh lét như thế này thì ngay cả em cũng không dám chơi nữa. Nên là anh em cẩn thận với cái vấn đề là sắp tới nhá, khi mà chỉ cần một tin tức liên quan tới chính phủ Việt Nam hoặc là các ngân hàng lớn hoặc là ngân hàng nhà nước Việt Nam ấy, ngân hàng lớn ấy tăng tăng lãi suất là sẽ là đổ hết, đổ rạp sạch nha anh em, nên anh em cẩn thận. Việt Nam mới bơm 36.000 tỷ Việt Nam đồng nhưng chưa đau trên đâu anh em, nên dọn bàn tiệc thôi anh em nào. Hôn thì sắp tới được ăn no. Thì mình nói như thế này nhé. Việt Nam mới bơm 36.000 tỷ Việt Nam đồng nhé, thì cái thị trường đầu tiên ăn được cái gói 36.000 tỷ đó là thị trường nào? Thị trường chứng khoán Việt Nam. Được chưa anh em? Ở đây nè, thị trường chứng khoán Việt Nam nhé. Nhưng ở thời điểm hiện tại gần như tất cả các chạc ở thị trường chứng khoán Việt Nam đều là cái chạc mà đi gần hết sóng. Gần hết sóng nhá, sóng xanh rất là nhiều. Như thế này nè. Ví dụ như VN Index nhá, nếu mà em tính ở đây là sóng 1, ở đây là chu kỳ sóng 2 nhá, thì chúng ta có một cái fibo như thế này. Thì ở cái vùng này á, ở cái fibo lớn á, thì chúng ta chưa chưa đạt được bất cứ một cái kỳ vọng nào của cái sóng số 3 cả. Xin lỗi em. Chưa đạt được bất kỳ một cái kỳ vọng nào của sóng số 3 cả. Nhưng nếu mà chúng anh em nhìn ở cái sóng nhỏ, sóng fibo này nè. Đây. Rất có thể chúng ta đang ở trong đỉnh sóng 3 nha. 1 2 3 4 và 5. Rất có thể chúng ta đang ở trong một cái chuỗi đỉnh sóng 3 nha, nên anh em kỹ thuật cẩn thận với những kèo liên quan tới cái chuyện là ở chứng khoán Việt Nam nhé. Bơm tiền là một chuyện, nhưng mà ở cuối chu kỳ anh em cũng không ăn được đâu. Nó giống như kiểu crypto á, lãi suất tăng không xi nhê đâu, nếu tăng nhích nhẹ thì thằng ngân hàng chết đầu tiên vì nợ xấu rất nhiều. Tôi nói như thế này nè, thằng đầu tiên chết đó không phải là ngân hàng, thằng đầu tiên chết đó là bất động sản. Mấy ông đừng có nghĩ ngân hàng chết trước, thằng bất động sản không bán được cái thằng đó mới chết trước. Tại sao nó chết? Tôi thấy mấy nay mình thấy rất là nhiều anh em ở trên mạng bắt đầu nói về cái chuyện bất động sản này kia đúng không? Thì cái bài đó thì chắc anh em cũng sẽ đọc được, nhưng mà mình sẽ vác ra đây để mà nói với anh em trong ngày hôm nay, để mà mình nói với anh em về những anh em mà đang chơi bất động sản ha. Có thể là mình không có đủ kinh nghiệm, hoặc là mấy ông nào kêu tôi chưa chưa chơi bất động sản hay như thế nào đó, muốn rìu vào mắt thợ. Nhưng mà mình đứng ở góc nhìn đó, mình góc đứng ở góc nhìn là chu kỳ thị trường, thì ở thời điểm hiện tại đối với mình sóng nó đang gần hết rồi. Những ông nào mà đang, nhất là thị trường bất động sản nữa, thị trường bất động sản nó là một cái thị trường mà thanh khoản rất là thấp. Đứng góc nhìn của mình nhé, thanh khoản rất là thấp, anh em có thể ru đỉnh bất cứ lúc nào. Cái trường hợp mà anh em không không vay ngân hàng, anh em mua, anh em có thể gồng lời, thì chuyện đó em sẽ không 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 nói gì cả. Nhưng mà đa số những ông nào mà chơi bất động sản á, vay ngân hàng hết, thì khi mà mấy ông vay ngân hàng á, đầu tiên á là dự án nó vay ngân hàng đúng không? Nó vay ngân hàng nó làm dự án. Mấy ông chơi bất động sản á, mấy ông cũng vay ngân hàng để mà mấy ông mua đất dự án. Thì từ đó nó dẫn tới là cả ông nội làm dự án, tới cái ông nội mua bất động sản cũng sử dụng margin. Tới cũng sử dụng margin nhá. Khi mà sử dụng margin như thế á, thì nó sẽ dẫn tới một cái chuyện á, khi mà tăng lãi suất nhá.
cái giá trị lợi nhuận khi mà diễn ra giữa cái chuyện mấy ông sẽ tính là từ khi mấy ông mua đúng không, rồi mấy ông sẽ bán lại đúng không, nhưng mà mấy ông có bao giờ nghĩ khi mà tăng lãi suất người ta sẽ không vay để mà mua đất nữa không? Nó dẫn tới cái chuyện là cái lượng thanh khoản ở trên thị trường khi mà mua nó yếu đi, cái lượng dòng tiền đẩy vào thị trường nó yếu đi. Có thể nha, có thể là nó sẽ cứu được các công ty bất động sản, đúng, nó cứu được khi mà bơm tiền như thế này á, bơm tiền đợt cuối như thế này á, nó sẽ cứu được rất nhiều công ty bất động sản. Nó sẽ chuyển từ số nợ từ các công ty bất động sản nha thành số nợ của các người chơi trader, những người đầu tư, nhà gọi là nhà đầu tư bất động sản. Nó sẽ chuyển từ số nợ từ công ty bất động sản sang số nợ của những người chơi. Còn các công ty bất động sản họ bán xong rồi, họ bán cái số nợ của họ qua nhà đầu tư hết rồi, thì giờ họ làm gì? Thì thôi, họ dừng lại, họ không đầu tư nữa, họ không làm dự án nữa, họ bắt đầu dừng cuộc chơi của họ lại, rồi họ bán cho khách hàng của họ, họ sang tay sang lại. Tới một lúc nào đó khi mà thị trường, khi mà những người mua sau á không thể nào mà có một số tiền để mà họ thanh khoản họ mua nữa, thì đúp margin call, ngân hàng siết. Mấy ông chơi crypto thì chắc mấy ông biết crypto của margin call đúng không? Czech làm hoài margin call thôi. Tới lúc đó thì sao? Tiền mất, tài sản mất, ai được lợi? Thật ra là ngân hàng cũng được lợi mà công ty bất động sản cũng được lợi, người chết chỉ là nhà đầu tư thôi, mang cái danh là nhà đầu tư nhé. Đang có 4 building ở Nguyễn Huệ với Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1 Sài Gòn, ngân hàng siết nợ nhưng không bán được, vay toàn thế chấp bất động sản với xe cộ mà mấy cái đó không thanh khoản ngân hàng, đang đâu đầu đó. Ngân hàng đó nói là nó đâu đầu đúng không, nó nói là nó đâu đầu vì nó không có tiền. Nhưng mà đối với góc nhìn của mình nhé, tiền vô giá trị, tiền chỉ là tờ giấy thôi. Tiền về định nghĩa nó là một tờ giấy biểu thị cho sức lao động, được chưa, ok chưa? Ông phải hiểu về cái quy tắc đầu tiên của tiền, tiền tệ ấy. Một tờ tiền nó mang giá trị gì? Giá trị của nó là giá trị quy ước. Cái quy ước của nó là gì? Quy ước của nó là sức lao động được định giá trên cái tờ tiền đó thôi, hết. Còn về bản chất, tờ tiền không có giá trị nếu mà nó không được quy ước như vậy. Nhưng đất thì sao? Đất thì nó là một câu chuyện khác hoàn toàn, được chưa? Nhất là ở một thành phố như kiểu Sài Gòn nữa. Ngân hàng siết nợ không bán được, khóc á. Làm gì có, ngân hàng nó khóc cho mấy ông xem thôi. Nó cầm tiền, tiền nó in ra được, đất không in ra được, được chưa? Nếu mà anh em nào chơi bất động sản mà nói mình không biết gì thì đúng thật, mình không biết gì. Đó là góc nhìn của mình. Anh em ngồi đây nghe cho mình chém gió thôi. Cảm thấy nghe được thì nghe, không nghe được thì thoải mái nha. Đừng ghi quơ. Mình không muốn ghi quơ, tại vì răng mình đang đau. Mình mới nhổ răng mình vẫn còn rất là đau. Lên đây thấy thị trường đâm, mình lên đây mình ngồi nói chuyện với anh em, cho anh em đỡ mệt. Rồi chúng ta bỏ cái vấn đề bất động sản qua một bên đi ha. Chúng ta quay lại với cái câu chuyện của chúng ta ở thị trường crypto. Thì ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái tin tức nữa, đó là chính phủ Kazakhstan từ chức, cắt internet trong bối cảnh biểu tình khiến tỷ lệ băng ủa cái tỷ lệ mà hash rate của Bitcoin nó giảm 13.4%. Đây là một cái tin tức rất là mạnh mẽ dành cho Bitcoin nha. Không có một thời gian nào về thời điểm internet sẽ hoạt động trở lại ở quốc gia khai thác Bitcoin lớn thứ hai trên thế giới, được chưa anh em? Thì đây là một trong những tin tức dẫn tới cái chuyện là crypto đâm. Nhưng về cơ bản á, đối với em á, cái tin tức mà làm cho crypto đâm đó là cái tin tức này nè. Cái tin tức này là báo cáo biên bản của Fed thị trường toàn cầu nè, nới lỏng định lượng QE nè.
nó là cái tin tức làm cho thị trường crypto đâm. Tại vì sao? Nó ảnh hưởng tới tất cả các thị trường luôn, cả thị trường kim loại quý, cả thị trường crypto, cả... rồi cái gì nữa ta, chứng khoán nữa. Đấy, nên là anh em ở thời điểm hiện tại anh em nên cẩn thận. BTC sideways rồi đâm hay là hồi rồi mới đâm? Mình dự đoán là hồi. Ở vùng này đang là một cái vùng bắt đáy phía trước này nè. Cái vùng bắt đáy phía trước này nè, mình dự là sẽ có hồi. Hồi rồi mới đâm. Hồi rồi mới đâm nhé. Còn bây giờ mấy ông hỏi ừ có hồi không thì tỷ lệ hết cả. Giờ mà nói nó không hồi sao ta? $41k tròn lắm. Rồi bây giờ mấy ông, khi mà mấy ông đang cầm tiền thì mấy ông sẽ làm gì? Tiếp tục cầm tiền đi mấy ông, đừng có nhảy vào thị trường nữa. Ừ, ông nào bị cắn stop loss rồi đúng không? Tôi biết ở đây rất là nhiều ông cắn stop loss rồi. Cắn rồi thì đứng ngoài thị trường nhé, đứng ngoài kệ nó đi, đừng quan tâm tới nó nữa, cầm tiền đi. Mấy ông nên cầm tiền của mấy ông đi. Sắp Tết ta rồi, cầm tiền đi. Đợi khi nào mà nó set up lại rồi chúng ta tính tiếp nha. Còn ông nào mà đang suy nghĩ với tới cái chuyện ừ chưa stop loss chúng ta nên làm gì ấy, nếu mà mấy ông sợ cắt đi, còn nếu mà mấy ông không sợ thì đợi stop loss. Tại vì cái điểm stop loss mà mình cho anh em á, nó là cái điểm mà sẽ đảo chiều nha anh em. Nó là cái điểm thường là sẽ là cái điểm đảo chiều và tỷ lệ nó đi luôn rất là cao, nên là mình mới cho stop loss ở đó. Đợi về 89 á, đúng tỷ lệ vàng số nước A. 89 không biết á. Ừ, này, ở trên đây nè. Nhưng mà chuyện đó là chuyện của thị trường. Đối với mình nha, thì chuyện đó là chuyện của thị trường. Đợi, chúng ta bây giờ chúng ta phải đợi nó thôi chứ biết sao giờ. Anh em cũng đâu thể nào mà làm như thế nào được với nó đâu. Nó đâm rồi thì nếu mà anh em sợ thì đứng ngoài thị trường thôi, tạm thời đứng ngoài thị trường nhá. Chúng ta cầm USDT đi, chúng ta đợi coi là ừ sắp tới chúng ta sẽ có những gì. Nếu mà ok, nếu mà tin tức tốt thì chúng ta sẽ vào lại. Ví dụ như chúng ta đánh ở khung lớn đi, ở đây là cái điểm stop loss của chúng ta đi, thì nếu mà trường hợp là ừ nó tăng lên lại nhá thì chúng ta sẽ có gì. Nếu mà trường hợp là nó chạm vào cái vùng này nó tăng lên lại nhá thì chúng ta sẽ có lì gì. Chúng ta sẽ có một cái range tăng lên như vậy, ít nhất là nó sẽ tăng lên như thế này, chắc là sẽ tăng cái cản này. Nếu mà nó chạm đây nó bật lên nhá, là ít nhất chúng ta sẽ có được cái giá 57k tiếp. Còn nếu mà xấu nhá, còn nếu mà trường hợp xấu nhá, thì chúng ta sẽ kỳ vọng ở cái mô hình vai đầu vai trên sàn BTC khung quyết nhá. Ở đây nó sẽ đi xuống như vậy. Ở đây sẽ là một cái vùng mà phản ứng rất là mạnh nhá, là vùng 30k. Em sẽ kỳ vọng nó đi như thế này. Có thể là nó sẽ đi tới đây thôi, nó sẽ quay lên lại cái vùng 47k này rồi sau đó đi về đất mẹ. Đấy thì chúng ta sẽ có hai cái plan như thế này, hai cái plan như thế này nha. Cái trường hợp cái vùng này á, chúng ta out đúng không, thì chúng ta đứng yên đứng ngoài đi, chúng ta sẽ đợi tiếp tục. Nó sẽ có xảy ra hai plan như thế này, một là nó đi như thế này. Nếu từ đây nó bật lên á, thì nó sẽ tăng thẳng lên cái vùng 70k hoặc có thể hơn. Còn nếu ở vùng này nó lủng cái vùng trendline này thì nó sẽ đâm về lại cái vùng 30k, sau đó nó hồi lên 48k rồi đâm tiếp nha. Đâm tiếp. Tối nay đánh con gì á? Đánh con gì ta? Cái răng là số mấy? Em mới nhổ hai cái răng đấy, anh em có thể sử dụng cái răng. Vậy khi nào vào lại được á, khi nào mình call thì anh em vào, còn không call thì không vào, đứng ngoài đi cầm tiền đi. Anh em đừng có mong vào làm cái gì cho nó mệt, đừng có bắt đáy. Mình nói rất là nhiều lần rồi, anh em đừng có bắt đáy. Bắt đáy mệt lắm, bắt đáy rồi anh em sẽ stop loss ở đâu, làm gì biết.
Tại vì có cái điểm support cho anh em. Mấy ông đâu có đánh, mấy ông đâu phải là đánh mua bất động sản đâu. Mua bất động sản nó không có chạc. Mua bất động sản nó không có chạc. Nhưng mà đánh crypto thì nó có chạc. Ừ, nó có chạc thì nó là một trò chơi đường giá. Nên là mấy ông đợi đi, mấy ông chạy giá đi, mấy ông gồng lời đi. Mấy ông đang cầm tiền nghĩa là mấy ông đang lời đấy. Sao muốn chốt lời nhanh vậy? Bắt đáy cà và 4.56 cục tay. Hôm bữa tôi bắt đáy cà và con 4.8 này ông. Tuồn chữa hang hang rồi. Hả? Lý do mà tới giờ con Cava này tôi vẫn không cắt, và lúc 4.8 tôi bắt á là đây, cái plan này của tôi. Ừ, tôi đánh cái plan như thế này. Tới giờ tôi vẫn chưa cắt nha. Cava. Mô hình này tôi rất là thích chơi. Riêng cái mô hình này tôi rất là thích chơi. Chắc cá mập nó biết tôi thích chơi mô hình này nên giờ nó phịch tôi nè. Cầm USDT hay Việt Nam đồng đây ship. Ông muốn cầm nè, ông cầm. Đừng vô thì dừng coi lúc này là được. Ông muốn cầm gì ông cầm. Hôm nay vô lại thấy con Raka. Raka có gì mà mấy ông khoái quá vậy? À, tôi thấy con Raka có gì đâu mà mấy ông khoái quá vậy. Nó đùm FML luôn rồi. Với cái chạy như thế này nó đi luôn nha. Mấy ông làm gì mà mấy ông khoái nó quá vậy? Nó không có tăng nữa đâu. Mấy ông mới có đủ đỉnh từ tháng mấy ta? Từ tháng 11 tới giờ à? Ừ, mới 2 tháng à. Còn non. Còn non á. Để mà mấy ông được về bờ nhé. FTT. Gãy rồi chạy đi mấy ông. Chạy đi, cắn stop loss rồi. Chạy đi. Cắn stop loss rồi. Kệ tôi cho có stop loss mà. Nè, hôm bữa tôi vẽ cái chạc như thế này mà giờ nó cắn stop loss thì chạy thôi chứ giờ sao giờ. Chạy đi. Đây nè, tôi cho stop loss nè. 43.9. Bây giờ có thể chạy được rồi đó. Nếu mà mấy ông muốn chạy, chạy đi. Review nhỏ răng khôn á. Mình review nhỏ răng khôn á, ok. Để review nhỏ răng khôn. Mình vô mình gặp một anh bác sĩ. Cái anh bác sĩ nhổ cho mình á là một anh bác sĩ rất là đẹp trai, cao khoảng 1m8, khá là to, to chắc phải gấp đôi mình, khá là to, rồi tay rất là lực, nha, nhìn như Hàn Quốc vậy á, không nhìn phải như diễn viên luôn, phải nói là như diễn viên luôn, đẹp trai lắm. Có thể là khi mà mình ngồi lên bàn đúng không, anh bắt đầu cầm cái xi lanh to, to như cái bắp tay của mình vậy á. Bắt đầu bơm thuốc tê anh em à. Nhìn cái xi lanh đó là tôi rung rồi. bơm thuốc tê mà nhìn ổng bơm cầm cái xi lanh mà tôi muốn xỉu vậy đó. Nhìn ổng cầm cái xi lanh tôi muốn xỉu. Có thể là ổng bơm xong cái ổng đi ra, ổng đứng ở ngoài ổng kêu tôi đợi, cái đúng 15 phút sau cái ổng vô ổng nhổ. Tôi không cảm giác được mẹ gì cả, tôi chỉ biết được là cái răng tôi được lấy ra với một cái lực tay rất là khỏe. Ông làm một cái bạc. Tôi chỉ nghe một cái bạc. Không có cảm giác gì cả anh em à, không có một tí cảm giác gì cả. Cái thế là hai cái răng khôn của tôi ra đi. Thế thôi.
Rồi anh bác sĩ đẹp trai bắt đầu khâu không biết đúng không, nhưng mà anh bác sĩ đẹp trai bắt đầu khâu cái vết thương của tôi lại. Thế là sau đó thì anh kêu là ừ xong rồi đó em, trong khi tôi còn đang mơ màng tưởng là có gì đó ghê gớm lắm. Xong lẹ lắm anh em à, cái xi lanh nó to nha, cái xi lanh bơm thuốc nó to nha. Tôi biết mấy ông đang nghĩ gì, nhưng mà tôi thích ý nghĩ của mấy ông, nhưng mà không phải những suy nghĩ đó đâu nha. Giờ đi trồng răng cho bơm á, mấy ông cho tôi tiền đi, mấy ông donate tiền tôi đi. Tôi có 4 cái răng khôn. Tôi nói như thế này với mấy ông là tôi có 4 cái răng khôn được chưa. Bây giờ tôi mới nhổ được có 2 cái thôi. Tôi đang tính là thị trường nó đâm như thế này thì tôi tính là cũng sắp Tết nữa. Đấy, tuần sau thì tôi đi cắt chỉ bên đây. Tôi không biết là tôi có nên đi đi nhổ luôn tuần sau không. Khi mà tôi nhổ xong cái nó đâm quá. Tôi không biết là tôi có nên nhổ thêm hai cái răng khôn còn lại không. Xem có kèo ngược bão không á. Thì hôm bữa tôi cho cái kèo Polkadot nè, mấy ông vô mấy ông chửi tôi tung nóc luôn. Đấy, tôi cho cái kèo ngược xu hướng được chưa. Tôi cho cái kèo Polkadot. Mấy ông vô mấy ông chửi tôi tung nóc luôn. Nè, tôi mở lại cho mấy ông xem. Đâu rồi? Đây. Nè, tôi kéo cho mấy ông coi. Mấy ông vô mấy ông chửi tôi tung nóc luôn. Đâu rồi, trên đây nè. Đây nè, ship chánh nè, vớ va vớ vẩn này. Đấy, định làm cản tàu rồi đúng không? Đó, nè, bác chủ thớt này định cản tàu nè, nó. Được chưa? Chửi tôi. Tôi đâu có trả lời đâu. Tôi không dám trả lời. Rồi ông này nè kêu nè, anh em chuẩn bị thấy admin đăng đàn xin lỗi nè. Dám cản tàu. Rồi ông này nói, ông V này bắt đầu đi tìm lại công đạo giúp cho tôi nè. Ông Hơn Quý cũng đi tìm lại công đạo cho tôi nè. Nó nói chưa, ngày xưa tôi cho kèo BNB cũng mấy ông cũng vô chửi. Tôi cho sọt BNB mấy ông cũng vô chửi, cũng cà khịa, cũng chửi lên bờ xuống ruộng luôn. Cái cuối cùng nó đâm có ông nào vô ông cảm ơn tôi đâu, có ông nào donate tôi đâu, có ông nào xin lỗi tôi tiếng nào đâu. Không, mấy ông lặng hết à. Mấy ông chửi thì nhanh lắm, mấy ông chửi thì khỏe lắm, chửi thì bon tay lắm. Đấy, có ông nào vô xin lỗi tôi tiếng nào không? Hay là bây giờ tôi chỉ cần tôi comment tôi khịa một cái thôi là mấy ông kêu admin một group mà làm vậy, admin mà đi khịa member đồ này kia. Tôi cũng là người thôi mấy ông à. Thiệt, tôi cũng là con người thôi. Tôi cũng có hỉ nộ ái ố mà. Thôi nhá, bây giờ không đi CA nha. Đợt nhổ hai cái răng khôn phải cưa ra để nhổ từng chân xong, hai ngày sau lên máy bay. Ui dồi ôi, giảm áp suất là đau lắm luôn ấy. Em đi máy bay mà kiểu nó lên cao cao á, nó giảm độ cao hoặc nó tăng độ cao là em bị nhức tay nhá. Em bị nhức tay. Nên là bây giờ em không biết là nhổ răng khôn xong mấy bữa nữa nó lành không biết là đi có bị đau không. Nhưng mà em biết là khi mà giảm độ cao hoặc là tăng độ cao là đau lắm ấy. Giờ gáy tiếp. Đùn nét tấm thân này á. Thôi mấy ông ơi, tôi không nhận tấm thân đâu. Tấm thân mấy ông không có mài ra tiền ăn được đâu. Thôi đang đau răng mấy ông à. Giờ mặt tôi nó sưng như cái bánh bao à. Nhìn thấy gớm. Nhìn gớm lắm. Nên thôi không nên thị phi. Rồi ông nào ăn thì nhớ chốt bớt ra nha. Ông nào đi theo kèo đót nè. Chả TB1 rồi nha. Bây giờ vẫn đang đứng ở TB1 nha. Ông nào ăn thì chốt bớt ra. Được chưa? Kéo stop loss dương được chưa? Kéo stop loss này xuống đây nè. Đó. Mày gồng tiếp. Mày gồng xuống TB2 được chưa? Đừng có ham ăn onin nha.
Ra đê tôi không chịu trách nhiệm nữa nha. Mua coi gì để có 2 tháng tiền ăn sáng á. Bây giờ chưa có nha ông. Bây giờ chưa có coi nào để mà mua. Ừ, có 2 tháng tiền ăn sáng thôi nha. Ừ, con này cũng không nên mua nữa nha. Con này đâm tiếp nha. A nè, B nè, C nè. Con này đâm nha mấy ông. Cẩn thận nha. BTC dựng cột quá, ok. Kệ nó thôi. Định mệnh phải nhổ ở Việt Nam gấp rồi xuất cảnh. Giờ đợi hoài để về Việt Nam nhổ tiếp hai cái còn lại. Ủa, nghe bảo là ở Việt Nam nhổ răng khôn rẻ đúng không anh em? Nghe bảo là thế. Em thấy mấy anh em ở nước ngoài kêu là ừ, làm răng ở nước ngoài đắt lắm. Nên là cứ về Việt Nam làm răng thôi. Vẫn còn nói được là tốt á. Ừ. Chắc là do anh bác sĩ nhổ răng cho em đẹp trai á, nên là có năng lượng tốt á. Anh bác sĩ đẹp trai nên là có năng lượng tốt. Dẫn tới là bây giờ vết thương nó lành khá là đẹp. Chuyện là nó hơi sưng một tí thôi. Không biết là sau ngày hôm nay ngồi chém gió với anh em nó có sưng thêm không. Nếu mà sưng thêm thì mong anh em thứ lỗi nha. Mấy bữa sau em sẽ không livestream nữa. Em sẽ off cả tuần luôn. Chứ em thấy hôm nay là cái mặt em nó như cái bị rồi đấy. Nó to đùng luôn rồi đấy. Thôi thì em tiếp tục em ôm Kava thôi. Rồi, ông nào chơi Polkadot đâu rồi, vô gáy tôi xem nè. Vô gáy cái đi. Đâu ấy nhờ. Mấy ông ơi. Mấy ông đâu rồi ấy nhờ. Ở nước ngoài một cái 5 triệu á. Ok. Ơ, hồi bữa em nhổ có 2 cái có... Em nhổ 2 cái có 3 triệu rưỡi à. Lại còn có được anh bác sĩ đẹp trai chăm sóc nữa chứ. Khá là phê. Thầy nhìn ổng là tôi muốn đổi giới tính luôn á. Tôi muốn cong luôn á. Thầy với mấy ông nhìn ổng là tôi muốn cong theo ổng luôn á. Ủa không, xin lỗi, ổng không biết ổng có cong không. Nhưng mà ổng đẹp trai lắm. Nhìn ổng là tôi muốn cong luôn mà. Chị em lấy gì mà chị em không phê. Thầy. Xếp tránh năng lai á. Không, mình là Proxima nha. Mình không phải là xếp tránh đâu. Mình là Proxima nha. Xếp tránh thì bây giờ đang ngồi, đang còn tận hưởng. Đúng rồi, xếp tránh là giọng Huế. Còn mình là giọng Sài Gòn. Yeah, mình giọng Sài Gòn đấy, khác nhau. Anh em phải phân biệt được chứ. Vậy là ship có thể lộ giới tính thật của mình rồi. Chưa biết. Lỡ lộ ra rồi người ta không đồng ý thì sao? Kỳ lắm. Lộ ra người ta không đồng ý thì sao? Như thế thì tương tư à? Không được.
cái gì cũng phải chắc ăn chứ anh em. Làm ăn là phải có stop loss. Đi cái kèo đó là không có stop loss luôn á, một đi không trở lại luôn á. Rồi đấy mấy ông bù già khó chịu quá ta, nó cứ tê tê tê. Lấy cao rang Việt Nam 500k, nước ngoài 3 triệu, trầm cảm luôn. Ôi dồi ôi. Nghe là thấy đau lòng rồi. 3 triệu là vị trí là 125 đô. Ờ. Nghe là thấy đau lòng rồi. Nghe là thấy không muốn đi lấy cao rang rồi. Vậy mà ở Việt Nam em còn lười đi lấy cao rang nữa chứ. Đợi giờ đợi vấn đề tâm linh xuất hiện thôi là chúng ta sẽ có uptrend nha anh em. Bây giờ chúng ta chỉ còn đợi vấn đề tâm linh xuất hiện thôi là chúng ta sẽ có uptrend. Mấy nay thì vấn đề tâm linh chưa xuất hiện. Có xuất hiện một tí ngay chỗ này nè, ừ kêu tăng lên đây xong đâm ấy. Đấy. Thì bây giờ em đợi vấn đề tâm linh đó thôi. Chứ thị trường em dự đoán được gì đâu. Cho cái lệnh sọt con dot này mấy ông chửi tôi không khác gì chữ con à. Chỗ nào lấy bác 500k em đấm mồm nó. Ở trên Sài Gòn là giá đó nha ship. Ờ, cách đây 4-5 năm là em đã lấy là giá là 300k rồi nhá. Lấy cao răng ở trên Sài Gòn là 300k rồi nhá. Chắc có thể là quê bác nó rẻ. Chứ trên Sài Gòn em đi mấy cái nhà khoa mà to một tí á, ừ có thương hiệu một tí là 300 rồi đấy. Cách đây mấy năm nhá. Còn bây giờ thì em chưa biết giá. Làm quẻ đi á, thôi. Mới nhổ răng xong. Sức khỏe đang yếu. Quẻ quyết gì. Tổ nghề vật tôi đấy. Mấy ông tha tôi đi, mấy ông thương tôi đi. Sức khỏe tôi đang yếu mấy ông à, không có lên mấy cái đó được. Mấy cái trò tâm linh này, sức khỏe nó phải mạnh, khỏe khỏe một tí mới chơi được. Sức khỏe yếu quá, tụi nghề không độ, mệt người lắm. Chơi bi rồi thì cơ bản là chúng ta đang thấy là ở thời điểm hiện tại mấy ông. Mấy cái tin tức này nè. Cái tin tức quan trọng nhất tối ngày hôm nay đó là cái tin tức mà non-farm này nha anh em. Tin tức non-farm này nó sẽ ảnh hưởng nè. Đấy. Nên là tối nay nếu mà ông nào mà yếu bóng vía quá thôi tắt máy đi đừng có chơi. Ông nào đang giữ quế DT tắt máy đi. Đợi tuần sau rồi tính, hoặc là thứ bảy chủ nhật rồi mở lại. Hỏi em coi như thế nào. Tính tiếp nha. Chứ bây giờ thì ông nào mà chưa sắp lót thì ngồi yên. Còn nào stop loss rồi thì thôi cầm tiền đi. Đừng có tay máy tay chân. Được chưa? Đừng có bắt đáy. Bắt đáy ra đê là em không chịu trách nhiệm đâu. Nè hả? Nè bay tiếp. Nè 33 đô nha mấy ông. X2 giá hiện tại. Ông nào muốn mua thì stop loss. Con này không biết stop loss đâu. Stop loss 11 đô. À, nếu muốn mua thì stop loss 11 đô, stop loss theo Elliot. Stop loss Elliot nha. 1, 2 nè. Rồi đấy. Siêu âm Việt Nam. Hôm bữa em chụp xương á, em chụp cái hàng của em nó có 150 à. Ship chụp 250k là mắc rồi đấy. Đúng rồi, Việt Nam hạnh phúc mà. Việt Nam gì cũng rẻ hết á. Thường mà mấy cái tin tức như vậy thì nó sẽ boom, anh em tin tôi. Ok ship phong nha. Kava hôm qua vào theo ship giờ có cắt không? Không.
Cava theo plan của em thì nó về cái vùng 2.9 thì em mới cắt lận. Nó gãy cái trên line này em mới cắt lận. Còn ở thời điểm hiện tại thì nó đang trong vùng sideways thôi. Ừ. Vẫn gồng thôi. Chuyện nó đâm thì đợi nó xuống tới đó chia 2 cắt luôn. Nghĩ chi nhiều. Bùm rồi đâm nha anh em. Ừ, em đang tính làm tí vàng, chọc chó một tí. Chọc chó một tí. Đang tính chọc chó, làm kèo lon lên đây xong đâm sọt xuống đây nó chọc chó một tí. Mà không biết có nên làm không. Giờ mua nào được con nào không á? Không, hôm nay thì hết mua được rồi. Ngày hôm qua thì nó xanh thì còn mua được. Ủa đâu? Hôm bữa chứ. Hồi bữa cái lúc mà em còn chưa nhổ răng ấy, nó xanh xanh á là còn mua được, còn hôm nay là nó em nhổ răng xong là nó đi luôn rồi. Ship có thể canh con Polkadot này nè. Đợi nhá, ship đợi nhá, đợi con Polkadot này về tầm 15 16 đô này nè, hỏi là em được chưa? Đợi 15 16 đô hỏi là em. Không có bắt đáy nhá, đợi nó về đó rồi tính nha. Con nào cũng mua được, quan trọng là bác dám gồng không. Đúng rồi, quan trọng là mấy ông dám gồng không, chứ con nào chả mua được mấy ông. Em mới đăng cái gì đây? Rồi đấy, có ông nào vô comment tiếng nào đâu nè, thấy không? An đăng nè, team shot dot đăng đậm luôn nha. I win kiều đấy. Con nào mấy ông toàn vô like thôi, không có ông nào vô gáy đâu. Đâu mấy ông vô gáy hộ tôi cái, vô gáy tôi chạy KPI cái coi mấy ông. Mấy ông nào đang ăn kèo dot nè, vô gáy cái đi. Đối với em là vùng 15-16 đô nha. Đối với con Polkadot 15-16 đô được tính. Hôm nay hỏi mà bị lơ á. Con FPT của ông thì ông đang làm gì với nó rồi? Cắt lỗ đi. Gãy rồi. Con FPT gãy trên rồi nha. Nghỉ chơi luôn á. Đối với cái chàng như thế này là em nghỉ chơi luôn á. Em không chơi nó nữa. Nó đi luôn rồi. Nó đi luôn rồi. Nha, con FPT nha. Cho mình một số con đang mua được ship. Cava á. Con này nè. Cava này nè. Cava này nhớ nhá, mua thì stop loss 2.94 nha. Mua thì chấp nhận stop loss nha. 25% nha ông. Stop loss 25% á, nếu mà ông chấp nhận được cái số lỗ này khi mà ông stop loss đi thì hẳn chơi, được chưa? Kèo thì không có kèo này chắc 100% là ăn đâu nha. Kiểu gì cũng sẽ có tỷ lệ thua, được chưa? Còn kèo chắc ăn 100% thì có thể kiếm group khác. Group này thì tôi không có kèo 100%. Đi luôn là sao cụ thể hơn? Rồi em sẽ nói phân tích cho ship. Với cái chạy như thế này nhá, khi mà nó chạy như thế này, gãy trên line như thế này thì gần như là phân tích kỹ thuật, đứng ở góc nhìn phân tích kỹ thuật nhá, ở trên khung D1 đây là một cái chạy giảm. Giảm toàn phần. Giảm về đâu thì em không biết nhá, tại vì ở đây nó đang cái chạy như thế này thì nó không hoàn toàn không ủng hộ mua nha. Đầu tiên cái vùng mà chúng ta có thể xem xét để mà ăn sóng hồi đó là cái vùng 21.000, ủa 21 đô. Cái vùng tiếp theo á là cái vùng dưới đây nè, ngay chỗ này. Cái chỗ này là cái chỗ mà người ta đánh theo cái kiểu là đánh rất ao á. Người ta mua ở chỗ này thì cái vùng 10 đô là cái vùng tiếp theo. Nếu mà cái vùng 23 đô này không trụ được, nó sẽ về 10 đô. Còn sâu hơn nữa thì thôi, xuống đây 23 đô.
Tại vì sao? Đối với em á, cái vùng này nó đã gãy xu hướng của nó rồi, gãy xu hướng tăng của nó rồi. Nếu mà xíu có phân tích cơ bản hay phân tích như thế nào á, nó tốt như thế nào á thì chịu. Rồi ngày xưa thì em có phân tích là em vẽ một cái trên line ở đây qua đây về đây, đúng không? Ở đây em thấy nè, nó đi như thế này nguyên một đường chéo, đúng không? Thì đó là cái target short của cái vị thế này. Còn ở thời điểm hiện tại á, nó đâm về đâu á là em hoàn toàn em không biết được. Tại vì sao? Đầu tiên là em đang thấy á, ngay cả cái trên line xu hướng mới, cái trên line cũ nè, nó rắc lên ha, em cho anh em mua. Nhưng mà bây giờ nó đâm, nó cắn stop loss thì chúng ta chạy. Đơn giản vậy thôi. Tại vì nó đi sai plan. Đơn giản là đối với em nó đi sai plan có nghĩa là nó không còn giá trị nữa. Em sẽ bỏ nó luôn. Nhà ship Hiếu. Giờ có 1 triệu tiền ăn sáng, giờ mua coin gì để ăn được? Ông mà có 1 triệu tiền để ăn sáng một ngày á, thì ông có em gái không? Giới thiệu tôi đi. Ừ. Lúc đó tôi sẽ... Sao ta? Lúc đó tôi sẽ hướng dẫn cho ông. Con FTT cũng là một đại gia. Vấn đề nó đại gia là chuyện của nó, còn vấn đề nó đâm hay không là chuyện của nó, vấn đề của nó đâm. Mình đâu thể nào quyết định được cái đường giá của nó tăng hay giảm đâu ông. Chúng ta chỉ là những trader ăn đầu cuối thôi. Chúng ta đứng ở cuối chuỗi thức ăn thì chúng ta phải biết cách để mà chúng ta nhìn vào người tụi đầu chuỗi thức ăn nó ăn như thế nào. Chúng ta biết, chúng ta chơi theo thôi, chúng ta ăn theo thôi. Mấy ông nào mà đi theo kèo á, ví dụ như con DIDX nè, ừ mấy ông theo kèo đúng không? Bây giờ nó đâm như thế này đúng không? Chưa chạm stop loss đúng không? Thì mấy ông gồng, còn nếu mà mấy ông sợ mấy ông cắt đi. Tại vì với cái kiểu chạc như thế này là nó gãy chạc rồi nha. Cắt stop loss rồi nếu mà nó set up lại thì chúng ta tiếp được chưa? Còn ở thời điểm hiện tại gần như chạc nó không ủng hộ. Nó xuống nó cắn stop loss của mình mà. Nó cắn thì mình chạy. Mình trả phí cho nó. Mình nghỉ chơi. Mấy ông cứ nghĩ á, mấy ông cứ nghĩ là ừ nó cắn stop loss là mấy ông mất tiền đúng không? Mấy ông muốn mất 10%, 20% hay mà là mấy ông muốn mất 80% tài khoản. Mất ít không muốn, muốn mất nhiều à? C98 vẫn ổn chứ. C98 nó vẫn xe quay, mình không biết. Mình không biết là ổn hay không nhưng mà nó đang sideways. Đây. Nó đang sideways như thế này trong cái khung tam giác màu xanh lá này. Nghe một số KOL mình cũng có tìm hiểu thấy nó tốt thật. Không ngờ nếu xuống đó thì nguy quá, tiềm năng cạnh tranh Binance mà toan quá. Mình không biết phải nói giới xếp như thế nào mà mình nói đơn giản như thế này nhé. Bất cứ một cái chạc nào nó cũng có chu kỳ. Nó tăng, nó không thể nào tăng mãi được nha sếp. Nó tăng, nó không thể nào tăng mãi được. Nhưng mà nó đâm á, thì nó cũng không thể nào đâm mãi được. Nếu mà một cái con coi sàn như kiểu con FTX này đi ha. Nó tăng thì nó không phải tăng mãi được. Nhưng mà nó đâm á, nó cũng không thể đâm mãi được. Tại sao? Tại vì nó có doanh thu. Thì bây giờ ông cắt lỗ thì ông cắt lỗ thế thôi, đừng có suy nghĩ nhiều về cái chuyện tiềm năng như thế nào hết. Mình nói thật, mình đánh á, mình không quan tâm tới chuyện tiềm năng hay không tiềm năng.
mình đánh á, mình chỉ quan tâm được là cái vị thế nó như thế nào thôi. Khi mà mình mua cái con đó đó, ừ thì nó sẽ top lot ở điểm nào và nó sẽ ăn target ở điểm nào, thế thôi. Chứ mình không có quan tâm tới cái chuyện tiềm năng. Tiềm năng đúng không? Bạn tiềm năng thì bạn set up cho đẹp vào thì mình sẽ mua. Mình nói từ rất là nhiều lần rồi. Ví dụ như con sư 98 mà nè. Hoặc là ví dụ như con Raka đi. Mình nói nó tiềm năng đúng không? Ừ, anh cáp cho anh em mua ở đây rồi nó giật lên như thế này ăn rồi đúng không? Ok, rồi đấy. Còn mà muốn mình mua đúng không? Mình cần nhiều hơn là như thế. Mình cần nhiều hơn là như thế. Ít nhất là đang có một cái tam giác như thế này, bắt được cái đường trên line này đi thì mình sẽ nói ừ đây là một điểm mua được và có một cái stop loss là bao nhiêu phần trăm như thế này và cái target có thể bay được là như thế này ở vùng này, vùng này. Đơn giản vậy thôi chứ mình không có quan tâm tới chuyện tiềm năng hay không. Tiềm năng hay không á là cái chuyện của market. Ví dụ như nó chạy như thế này, ừ thì mình nói đây là một dự án ngon, ừ có thể mua được, ừ ngon, mình sẽ siêu nó. Hoặc là ví dụ như con Alice nè, hoặc ví dụ như con Alice nè, ngày xưa lúc mà nó ở đây nè, mấy ông chửi nó như cờ hó vậy, mấy ông kêu trời ơi game gì rác. Ngày xưa lúc nó chạy như thế này nè, ngay chỗ này nè, mấy ông chửi con này ôi nó còn về nữa, nó còn đâm nữa, nó là rác. Cái thế là tôi cho kèo mấy ông chửi, mấy ông khịa tôi, ừ đi ngược xu hướng rồi này kia. Tôi nói thẳng luôn, ừ kèo này là ngược xu hướng, mấy ông nào muốn chơi thì chơi, không chơi thì thôi. Đấy, nếu mà anh em ở đây nói tiềm năng về vấn đề, nhất là ship hiếu nè, nói về vấn đề tiềm năng nhá. Rồi đứng ở vấn đề phân tích cơ bản á, thì em không có giỏi. Được chưa? Em thì em không có giỏi cái vấn đề phân tích cơ bản. Nhưng mà nếu mà anh em nói là tiềm năng, ok em sẽ gọi là gì ta? Ghi nhận. Em sẽ ghi nhận rồi em để kệ nó thôi. Em thì em đánh phân tích kỹ thuật. Đối với góc nhìn của em á, bất cứ một con token nào nó cũng như nhau cả. Nó đều có quyền tăng và đều có quyền giảm. Nó đều có quyền đâm và bâm. Chuyện của chúng ta là tìm lúc nào nó bâm chúng ta chơi. Và chúng ta giảm thiểu rủi ro bằng cách ừ chúng ta biết được cái stop loss nó ở đâu. Khi mà chúng ta biết được cái stop loss, chúng ta sẽ biết được là chúng ta mất được bao nhiêu phần trăm nếu mà vô một cái lệnh như thế này, nếu mà nó sai. Thì từ đó chúng ta sẽ quản lý vốn được. Còn tiềm năng hay không là để con coin nó tự trả lời. Nó sẽ có câu chuyện của nó. Chứ mà bây giờ anh em nói ừ phân tích cơ bản nó là tiềm năng, ok con nào cũng tiềm năng cả, con nào cũng nó đã lên được Binance là nó tiềm năng. Con nào cũng tiềm năng cả anh em à. Ví dụ như chúng ta nói là con nào ta, con Polkadot đi, ví dụ con Polkadot đi, đây con Polkadot tiềm năng không? Tiềm năng mà, rất là tiềm năng. Nhưng mà em vẫn cho lệnh short. Tiềm năng chứ. Em cũng muốn mua vậy. Nhưng mà em trả giá dưới đây nè. Về 16 đô á. Hoặc là rack out đi. Em mua. Còn không về được. Hoặc là không rack out thì em không chơi. Em không mua. Bạn có quyền đi như thế nào tùy bạn. Khi nào đi đúng plan của mình thì mình chơi. Đó là phong cách đầu tư của em. Bạn đi đúng. Giống như kiểu là anh em đánh phân tích cơ bản, anh em sẽ có kiểu này nè. Công ty này nó được thành lập như thế này đúng không? Ngon đúng không? Báo cáo tài chính của bạn đâu? Tất cả liên quan báo cáo ở đâu? Doanh thu của bạn là bao nhiêu trong năm vừa rồi? Ừ, bạn có trúng thuế không? Có dính dáng các vấn đề liên quan tới luật rồi này kia hay không? Tài sản ngắn hạn của bạn là bao nhiêu? Tài sản dài hạn của bạn là bao nhiêu? Ví dụ như vậy. Cái vấn đề này thì em không giỏi nhá. Em sẽ nói với anh em là em không giỏi về vấn đề đó. Nhưng mà em hiểu ừ luật chơi nó là như vậy. Thì đơn giản là nếu mà anh em đánh theo phân tích cơ bản thì nó sẽ có những vấn đề đó. Thì phân tích kỹ thuật nó cũng sẽ như vậy. Nhìn lại đó, nhìn đó lại buồn. Không biết khi nào về lại 46 đô á.
Mấy ông đang buồn nhưng mà tôi đang vui đấy. Tôi đang vui vì nó đâm. Khi mà nó đâm thì tôi sẽ có một entry rất là đẹp dành cho cái vị thế của tôi. Cái vực ví dụ như cái Polkadot đi, tại sao mình phân tích nó về 16%, tại vì nó đi cái mô hình mình thích chơi, đơn giản vậy thôi, mình thích chơi cái mô hình kiểu như vậy. Đây Kava là một ví dụ đó, nó đi cái mô hình mà tôi thích chơi đây. Tôi kêu là tôi mua điểm này, tôi top loss ở đây, đơn giản vậy thôi. Nếu mà mấy ông nói là phân tích kỹ thuật không đúng hoặc là phân tích cơ bản không đúng á, thì không phải nhé, đúng, nhưng mà nó có nhưng mà mấy ông phải hiểu một chuyện là nó sẽ có tỷ lệ hết. Omni từ 2 đô nên chốt hay không? Ông Omni từ 2 đô, ông hỏi bây giờ có nên chốt hay không? Ông gồng lại 30 đô giùm tôi. Tôi nói rất là nhiều lần rồi. Nếu mà ông mua được con Nia ở giá 2 đô như thế này nè, ông Penny nè, ông mua với giá 2 đô như thế này, thì ông gồng được tới đây rồi, thì ông gồng thẳng lên cái vùng 30 đô đi. Ừ. Không thì ông gồng bèo lắm, ông cũng phải gồng được nhân 10 đi chứ. Lên 19 đô ông hẳn chốt. Ăn cho nó chẳng về khoản. Chi thì khổ rồi. Ui da, cái mặt của tôi nó sưng lên rồi. Bim. Đây. Hôm bữa cái plan tôi vẽ cho mấy ông này. Ship phân tích theo trường phái nào? Em đang theo Reaction mà không biết coi với coi có ổn hay không. Mình nói với ship như thế này nè, Reaction nó không phải là trường phái, nó chỉ là một môn để tôi học thôi. Mấy ông hay thần thánh Reaction, nhưng mà tôi nói với mấy ông như thế này nè, Reaction nó đối với tôi nó chỉ là một phần thôi. Tôi có sử dụng Reaction không? Có. Được chưa? Ngày xưa tôi đánh Forex. Tôi đánh Forex nên là không có lý do gì tôi không sử dụng Reaction cả. Tôi đánh Forex 4 năm. Tôi nói như thế này, nói về portfolio của mình đi ha. Mình đánh Forex 4 năm, mình cầm 200 đô mình ăn được 1 năm, được chưa? Đúng 200 đô mình cầm, mình đánh Forex mình ăn được 1 năm. Thì cái chuyện Reaction á, đối với mình nha, anh em hay bị thần thánh cái chuyện theo trường phái này, theo trường phái kia. Ông thì kêu ông đứng bên hướng Reaction thì kêu Elliot không đúng rồi này kia. Hoặc là dùng Elliot nó là màu mè. Reaction là đủ rồi. Thì tôi nói như thế này dành cho mấy ông người mới nè. Học đi. Đừng có nghe mấy cái đó. Tôi, một thằng ngày xưa đánh Forex, cầm Reaction đi đánh, được chưa? Mấy ông muốn biết Reaction như thế nào á, đơn giản lắm. Lý thuyết đao mà mấy ông đánh tỷ lệ 1-1 á, mấy ông có biết cái đó chưa? Nếu mà mấy ông chưa biết cái đó thì đừng có mang Reaction ra nói chuyện với tôi. Đây nè, ví dụ như ở trường hợp ở đây nè, Reaction đúng không? Reaction là sử dụng cái gì? Đơn giản là sử dụng nến là một. Thứ hai là phá kháng cự hỗ trợ. Phá vùng kháng cự thì chúng ta đánh theo cái hướng kháng cự. Ví dụ phá vùng hỗ trợ đúng không, là chúng ta sọt. Phá vùng kháng cự là chúng ta lon. Đây. Đúng không? Đúng. Làm sao sai được? Tỷ lệ nó là bao nhiêu? RR nó là bao nhiêu? Cái đó mấy ông phải tìm hiểu ấy. Rồi. Tôi sẽ hơi khịa một tí nhưng mà tôi sẽ quay lại với câu hỏi của ông nha, ông Nhật Bùi. Thì đối với mình á, ở trong thị trường crypto nhé, mình sẽ nói riêng thị trường crypto nhé. Mình thì mình giỏi về Elliot, được chưa? Mình đánh thuần Elliot. Nhưng mà Reaction là gì thì mình cũng có nha. Mình có chơi nha, mình cầm Reaction mình đánh được nha. Mình đánh chặt trắng được luôn nha. Nên là để mấy ông kêu thầy bà rồi này kia biết gì mà nói ấy.
thì tôi có đủ. Rồi tôi sẽ khuyên ông Nhật Bùi như thế này nè, nếu mà ông đánh ở trong thị trường crypto, chứng khoán Việt Nam, các thị trường liên quan tới kim loại quý, thì ông nên học thêm Elliott đi, nó rất là quan trọng. Tôi thấy rất nhiều ông học ra action, cầm qua qua crypto gồng gồng lệnh không nổi đâu. Tôi nói thiệt, đánh ra action á gồng lệnh không nổi đâu. Tại vì sao? Ra action á, cái RR của nó là thường là 1-2 hoặc là 1-1, được chưa? 1-2 hoặc 1-1, cao lắm là lên được 1-3. Thì ông cầm ông đánh crypto chua lắm, thiệt, ông cầm đánh crypto chua lắm. Học Elliott đi nha, với lại bỏ mấy cái gọi là trường phái đi nhá. Nghe nó hài lắm, nghe nó gà con lắm. Mình nói thiệt, ship đừng có nói theo trường phái nào, nghe nó gà con lắm, F0 lắm, nghe F0 lắm. Mình không có theo trường phái nào hết trơn á, mình đánh theo mình đánh gồm có những gì, cái bộ công cụ của mình nhá. Raxon có không? Có. Elliot có không? Có. Lý thuyết đào có không? Có. Nến có không? Có. Nói chung là mình xài đủ thứ đó, tâm linh cũng có luôn. Ông nào mà không biết tôi đánh tâm linh đó thì chắc là mới mới xem tôi lần đầu. Chứ tôi là có tâm linh luôn nha. Mấy nay tôi nhổ răng nên tôi không chơi tâm linh thôi, được chưa? Mấy ông kéo lên trên đó, có mấy 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 ship hỏi là lên quẻ rồi này kia đấy. Tôi có chơi kiểu đó luôn nha. Ngày xưa tôi cầm quẻ tôi đánh vàng nha. Tôi cầm quẻ tôi đánh vàng ấy, tôi cầm lá số tôi đánh vàng ấy. Tháng nào tôi đánh ngon á là tôi chơi tất tay đấy. Tháng nào tôi thấy lá số tôi xấu á tôi nghỉ, tôi không chơi. Được chưa? Đúng, chính xác, công ty mình nói đúng. Pin ông lên, cho ông lên tivi. Nến trong crypto đi ảo lắm, nhiều khi xác nhận ra action nó bay cả chục phần trăm rồi. Mình nghĩ là nó không ảo đâu sếp ơi. Nếu mà sếp muốn nói về ảo á, nếu mà sếp muốn nói về ảo á thì đây nè, ông nội của ảo luôn, vừa bê vừa ảo luôn, vừa bê vừa ảo luôn nha, đúng không? Mấy ông nhìn trên khuôn D1 đúng không, nhìn rất là dễ đúng không, đánh theo hệ thống nè đó, mấy ông thấy đánh rất là dễ, rất là ngon, nhìn rất là ngon D1 nhá. Nhưng mà mấy ông thử về H1 coi, vừa bê vừa ảo luôn đây nè. Đây nè, đó, bê ảo chưa? Ở đây mấy ông đánh như thế nào? Reaction đúng không? Tỷ lệ 1-1 đúng không? Từ đây lên đây nè, đó. Làm gì tới? Làm gì có chuyện 1-1? Đây nè, đó. Đây, chứng minh cho mấy ông luôn. Đâu có tới đâu. Nhưng mà mình nói là cái chặt này chạy đúng nha, không có chạy sai nha. Đó, vừa bê vừa ảo đây nè, đó, nó sẽ quay như thế này nè, nó giật lên cây giật xuống cây nè, xong tăng lên tiếp nè, đó. Mấy ông kêu crypto khó chơi, mấy ông chưa đánh vàng thôi, mấy ông chưa chọc chó thôi. Do mấy ông ở đây chưa chưa bao giờ đi chọc chó thôi. Đó. Nó chạy như thế này nè, đó. Sáu phần trăm. Ủa, vụ gì á, Melon? Ship hơi gần thế không? Mãi không rep á, GTO. Ôi dồi ôi, tôi không đọc được, tôi đang mãi chém gió đấy không à.
Đây 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 đây, ông đừng có unsubscribe tôi nhá. Tôi đây, tôi đây. Con này không chơi được nữa nha ông ơi. Chạc như thế này tôi không có con được. Chạc như thế này không chơi được đâu nha ông, nó gãy chain rồi. Gãy chain rồi nha ông. Đây nè. Đây 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 ông Melon à. Đây tôi xem cho ông rồi nè. Được chưa? Đúng nha. Chạc này không mua được nha. Hồi bữa tôi nói đấy là nó rút râu như thế này nè, nó tăng nó rút râu như thế này là cái chạc này tôi không phân tích được, không có chơi được. Hôm nay nó đùm rồi đó. Đấy, thấy chưa? Nến crypto đi ảo lắm, nhiều khi xác nhận reaction nó bay cả 10% rồi. Ừ. Tùy à. Mà nói luôn là ở trong crypto có sử dụng reaction được nha. Sử dụng được nhưng mà nó sẽ rất là chuẩn tỷ lệ á, rất là chuẩn tỷ lệ luôn. Nếu mà mấy ông hiểu về tỷ lệ của trade á thì mấy ông sẽ thấy là ừ, crypto hay là vàng là cái gì cũng giống nhau cả, không khác gì nhau đâu. Nên là anh em cứ... Tôi sẽ nói thêm cho ông Nhật Bùi như thế này nè, ông học đi, ông học nhiều vào. Những thứ mà ông nên học là Elliot. Ông chắc bây giờ ông có reaction rồi đúng không? Ông học cái đó rồi đúng không? Ừ. Giờ ông học thêm Elliot đi. Cái đó quan trọng á. Nếu mà ông rồi sau đó khi mà ông bắt đầu hình thành được là cái khi mà ông bắt đầu ông học xong cái đống đó rồi ha, ông bắt đầu hình thành được cái kiểu đánh của mình nữa, cái kiểu đánh của mình nữa đó, ông sẽ chia ra làm hai kiểu đánh như thế này. Một kiểu là đánh ngắn hạn gọi là scalping, rồi một kiểu đó là swing, đánh dài hạn. Ông sẽ chia ra làm hai như vậy nhé. Một kiểu là scalping với là một kiểu swing, nó sẽ là hai kiểu khác nhau hoàn toàn luôn. Và tôi nói thêm á là không có ai đánh swing mà chuyển qua scalping mà thắng cả, và không có ai đánh scalping mà chuyển qua swing gồng lời được cả, được chưa? Ví dụ như tôi là một người đánh swing, tôi không có cho kèo ngắn hạn được, nói thẳng luôn. Đánh ngắn hạn em đánh tệ lắm. Ừ, có thể là em hiểu được tỷ lệ nhá, nhưng mà em đánh á, tâm lý của em gồng dài hạn quen à, đánh ngắn đánh chơi không được, đánh ngắn chơi không được. Rồi ông Elon đâu? Xem một người nói phân tích cụ thể mang với chị về thông tin tiền bạc thì lại sao cộng đồng chúng ta không like được, cảm ơn. Đúng rồi ông cho ông Hiếu lên TV. Cái gì mà phân tích gia hàng đầu, thôi ông ơi, thôi đừng có mang tôi lên nóc nhà. Đu đỉnh chết, tôi không thích đu đỉnh đâu, mấy ông cho tôi xuống đi. Đâu rồi, đang có bao nhiêu view rồi? Mấy ông cho tôi xuống đi. Đang có 45 like thôi nha. Đấy, mấy ông nào chưa like, like cho tôi đi, cho tôi xin một like nhé. Ship thăng cho ông bao nhiêu tiền? Ông nào chưa like, like cho tôi nhé. Đây tôi like demo trước cho mấy ông nè, đó. Sao một hôm bật cam nay lại không bật nữa? Hôm nay em mà bật lên đó là anh em thấy nguyên cái bánh bao trên màn hình luôn. Mặt em nó sưng tù dù rồi anh em à, em mới nhổ răng khôn xong. Hôm nay em vẫn còn hơi tê tê, em hàm ấy. Mà thị trường nó đâm quá nữa là em phải lên livestream. Ừ, em chém gió với anh em. Để anh em có câu hỏi gì hỏi trực tiếp em trả lời luôn. Đấy. Trả lời luôn cho anh em dễ chơi. Chứ em là em muốn ngủ lắm á. Sáng giờ người em nó nóng 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 nè, nó cứ hâm hấp.
hàm thì nó sưng lên. Hàm thì nó sưng lên, nó sưng như cái bánh bao vậy á. Giỏi. Ủa, ông Elon ông ao thiệt rồi hả? Ông đâu rồi? Mình đoán trên game vẫn còn dài á, mình có hiểu quân Cocos là coi nền tảng nhưng thấy nó tăng nhiều lần. Quá rồi, cũng biết không biết có còn mua được không. Em nghĩ như thế này là ship Elon ơi, nếu mà ship đã bây giờ ship mà không có một cái em xin nghĩ ship nên như vậy nhá. Đơn giản á, nếu mà đánh theo em đi, đánh theo phân tích kỹ thuật đi, thì đợi khi nào em cho kèo ship vô. Còn nếu mà không cho kèo ship đừng quan tâm, em nói thiệt. Tại vì kèo của em nói thẳng luôn, tỷ lệ thắng nó không phải là 100%, nhưng em biết được là tỷ lệ thắng nó dương và cái tỷ lệ ăn của nó cũng dương. Nếu mà ship chia đều tài khoản ra nhá, thì chỉ cần một mùa bull run thôi, cái kiểu đánh của em nó có thể cho anh em ít 10 là bình thường. Ít 10 là bình thường. Hồi đầu năm 2021 á, lúc mà em còn call bên TCVN á, đợt đó em đánh cái tài khoản 50 đô nha, em đánh cái tài khoản 50 đô. Lúc đó em còn nghèo. Lúc đó em mới gọi là anh Tần Ú mới tuyển em về, mới duyệt em vô thôi, mới cho em đi theo anh Tần Ú thôi. Em cầm lúc đó em cũng còn nghèo, em cầm 50 đô em đánh. Thì nguyên một cái chu kỳ bull run đó luôn, em từ 50 đô em lên một, sau một tháng em đánh được 500 đô. Sau một tháng em cầm được 500 đô. Rồi sau hết nguyên một cái chu kỳ đó là em cầm được 1.500 đô. Em cầm được 1.500 đô. Thì nếu mà quay lại cái thời điểm đó thì em ăn rất là nhiều. Nó tính ra tỷ lệ phần trăm với lại tỷ lệ win rate đó, ăn rất là nhiều. Nếu mà nhân cái số tiền đó, không phải là em cầm 50 đô mà em cầm cái số tiền lớn hơn, thì bây giờ chắc là em đã giàu rồi. Nhưng mà không trách được. Nhưng mà đó, khi mà quay lại câu chuyện đó, thì để mà nói về cái chuyện mà những cái kèo em có ăn được hay không ấy, hoặc là đương nhiên là nó sẽ có thắng có thua rồi, nhưng mà anh em khi mà anh em quản lý vốn nhá, khi mà anh em quản lý vốn á, thì kiểu gì thì kiểu khi mà anh em mất rồi anh em sẽ kiếm lại được nha. Em cam kết cho anh em như vậy luôn. Anh em mất, anh em stop loss những cái kèo của em rồi, thì em sẽ cố gắng kiếm những kèo khác anh em sẽ ăn lại được. Chỉ cần thị trường ủng hộ là anh em sẽ ăn lại được, anh em không cần phải lo. Cái quan trọng là chúng ta cần thời gian, chứ không phải là giàu nhanh đâu nha anh em. Chúng ta không thể nào giàu nhanh được, anh em phải nhớ được như vậy. Ông nào kêu vô crypto giàu nhanh, đúng là giàu nhanh thật. Nhưng không phải lúc nào nó cũng như vậy cả. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể giàu nhanh được nha. Đôi khi chúng ta phải chấp nhận cái chuyện là chúng ta giàu chậm hơn bình thường, giàu chậm hơn người khác. Vì chúng ta không may mắn thôi. Đơn giản là lúc đó chúng ta không may mắn thôi. Nhưng mà tới lúc chúng ta may mắn thì sao? Khi mà chúng ta có nền tảng á, khi mà chúng ta có hiểu biết rồi thị trường á, rồi kiểu gì chúng ta cũng sẽ giàu được nha. Đó là quan điểm của em. Ok, may mắn có thể làm bạn không giàu, nhưng chúng ta không thể nào xui mãi được cả. Chúng ta không thể nào xui mãi được cả. Đúng rồi, Elon ơi, ông cầm đô đi. Ông cầm đô đi, hoặc là ông cắt out ra ăn Tết đi. Khi nào mà tôi call kèo lại, khi nào mà tôi thấy thị trường nó ổn tôi call lại, thì mấy ông vô được chưa. Chứ mà bây giờ thị trường nó như thế này, nó đâm sáng đâm rồi xong mới giật, nó giật như thế này, nó giật lên giật xuống, nó đủ thứ trò như thế này thì đứng ngoài đi, đợi khi nào nó ổn rồi thì chúng ta chơi chứ gì khổ vậy. Ví dụ như con Rose nè, đây nè mấy ông thấy không, con Rose nè tôi call ở 2.0.25 nhá, 0.29 nhá, có phải là nó lên đây là mấy ông x2 chưa. Mà bây giờ tôi có kêu mấy ông chốt không? Tôi kêu mấy ông chốt vốn ra.
mấy ông chốt vốn ra xong rồi đúng không, là coi như con này ông có thể gồng được lên tới $1-2 rồi, đúng chưa? Thì chỉ cần ông chốt vốn khi mà ông ít 2 thôi là ông gồng vô cực đấy, rồi ông còn có một số vốn để mà ông chơi kiểu khác nữa. Đó là cách đánh chỉ anh em hết rồi chứ không phải là không chỉ. Kèo nào stop loss thì chúng ta chấp nhận, chúng ta stop loss được chưa, chúng ta stop loss 20% đi, thì một cái kèo ít 2 là chúng ta sẽ về bờ và chúng ta có lời, thì chúng ta chốt ra là chuyện bình thường, được chưa anh em? Anh em bình tĩnh, một kèo stop loss, hai kèo stop loss chúng ta cứ để đó, chúng ta stop loss thôi, rồi chúng ta cầm USDT, chúng ta đợi khi mà thị trường nó ổn, nó về lại với cái xu hướng đúng của nó thì chúng ta ăn lại thôi anh em. Các bạn nói về bot trade đi, mình bên chứng khoán qua lần đầu thấy thuật ngữ này, không thấy có tài liệu. Rồi nếu mà ship từ bên chứng khoán qua thì em sẽ nói như thế này, bot trade là nó sẽ xuất phát từ đâu, nó từ bên forex qua, nó từ bên forex nha. Thì cái con bot trade nó sẽ được setup như thế nào, nó sẽ được setup bởi một nhà giao dịch có kinh nghiệm giao dịch và có một cái tỷ lệ thắng dương, được chưa? Và nó sử dụng bằng indicator rồi này kia, và ông nhà giao dịch đó mới tìm về một ông làm code, rồi hai người mới bắt đầu xây dựng lên cái hệ thống bot đó để mà trade mà không cần phải đụng tay đụng chân vào được. Thì cái con bot trade này nó sẽ có điểm mạnh là gì? Đầu tiên là mấy ông đó, như từ đầu nói luôn, mấy ông sau khi làm ra con bot thì mấy ông không phải đụng tay đụng chân vào, nhưng nó sẽ có điểm yếu và điểm mạnh nhé. Điểm mạnh là như thế nhé. Điểm mạnh có thêm một cái điểm mạnh nữa, đó là khi mà vào cái chuỗi thắng á, nó sẽ ăn rất là đều và mấy ông sẽ có tiền rất là ngon. Rồi quay lại, đương nhiên rồi, câu vừa rồi là nó có hai vế mà, khi mà mấy ông vào chuỗi thắng, nhưng khi vào chuỗi thua thì sao? Khi vào chuỗi thua thì mấy ông sẽ sắp mặt lờ theo cái chuỗi thua của nó thôi. Và khi nó là con bot thì đôi khi nó sẽ làm trong một đêm ông bay tài khoản, thế thôi, đơn giản vậy thôi. Con người thì có thể quản lý tâm lý, khi mà thấy mình thua nhiều mình dừng lại, nhưng con bot thì không biết điều đó nha. Nếu mà ông hỏi về bot trade, nếu mà ông là người mới thì tôi khuyên là ông đừng có nghe lời những cái thằng mà bán bot. Xin lỗi mấy anh em là bán bot nhé, nhưng mà đối với em nhá, thì mấy con bot nó vô dụng. Anh em có thể qua group khác bán bot cũng được, nhưng mà group này thì yên tâm là em sẽ không ủng hộ anh em đâu, tại vì nó vô dụng đối với em. Em nói rồi đấy. Mấy ông bán bot sẽ có cái kiểu như vậy. Ông sẽ show ra những cái chuỗi thắng, ông sẽ show ra nguyên một cái chuỗi thắng luôn, thắng vài trăm lệnh, vài ngàn lệnh gì đó liên tục luôn. Thì em nói như thế này nhá, nếu mà bot nó ngon á thì ông nội bán bot đó không ngồi ở Việt Nam, hoặc là ngồi nhà lầu xe hơi và méo bán con bot đó đâu. Mình nói thật, méo bán con bot đó đâu, tại sao phải bán con bot đó? Sao bạn không cầm con bot đó, bạn tự chơi đi, bạn tự giếm nó đi. Tại vì sao? Có một nguyên tắc trong 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 đầu tư, đó là không để lộ cái chuyện mình giao dịch hoặc là vị thế của mình giao dịch ở trong thị trường. Vì khi bạn để lộ ra thì có người sẽ muốn hại bạn, luôn luôn là như vậy. Thì tại sao bạn lại muốn bán bot trong khi mà con bot nó ngon? Bạn bán làm gì? Bạn cầm nó và bạn giao dịch, bạn bán nhà, bạn kêu ba mẹ bạn vô bạn chơi, bạn cầm bot đó bạn đánh, bạn giàu rồi bạn bán bot làm gì? Đơn giản vậy thôi. Được chưa? Có ông nói bán bot nó cũng giống như dạy học, thì tôi nói ngược lại nhá, mấy ông méo hiểu gì về cái câu chuyện nữa cả. Rồi quay lại với con bot, thì mình khuyên là nhất là với những người mới, thì nếu mà thấy con bot nào nó thua nhiều á thì mua, còn nếu mà thấy con bot nào nó thắng nhiều á đừng mua. DIDX không mua được, ở thời điểm hiện tại không mua được nha ship. Nó cắn stop loss thì mình chạy thôi, nó cắn stop loss của em thì em chạy thôi, em chạy thì em quăng nó thôi, nó hồi lại rồi tính tiếp.
Bây giờ hết me đi trường. Theo Wikipedia thì mấy thầy đang có ring ở khung H4, bạn phân tích cho rồi, mình không phải là mình không thấy nhá. Wikipedia thì nó nằm ở chỗ này nè. Mình nói rất là nhiều lần với mấy ông rồi. Đây nó ở đây được chưa? Nó ở đây được chưa? Thầy ở đây nó cũng khá giống được chưa, đúng không? Mấy ông nói khá giống đúng không? Ừ, đúng rồi, nó khá giống. Nhưng mà bây giờ crypto altcoin nó cắn stop loss thì chúng ta chạy, đơn giản vậy thôi. Đó là phương pháp giao dịch của em. Còn nếu mà ông nào muốn chơi á, ví dụ như Kava nè, mua giá hiện tại stop loss ở 2.9. Đấy, ông chấp nhận cái chuyện stop loss xa như thế thì ông chơi. Đơn giản vậy thôi. Còn target là bao nhiêu? Target 10 đô. X2. Nếu mua trên đây chung với tôi thì stop loss là 34%. Ừ, ăn X2 đáng để đánh đổi hay không, mấy ông phải suy nghĩ về vấn đề đó. Còn nữa, nếu mấy ông cảm thấy đáng mất một số tiền này để mà nhận được cái số tiền lợi như thế và có tỷ lệ thắng và tỷ lệ thua á, chấp nhận được thì chơi. Còn nếu mà mấy ông muốn tỷ lệ thắng là 100% á thì không chơi, thế thôi. Thôi thì mình đã nói rất là nhiều lần rồi, mình không có kèo thắng 100%. Con Rose em chúc nó mấy vòng rồi xong tham đu 0.42. Ôi dồi ôi. Gồng đi. Ông vẫn còn gồng được. Gồng đi. Sao em đang vô tầng kèo top lot? Chịu chứ giờ sao giờ. Ông nói thế thì tôi cũng chịu. Xem dùng GM còn xuống nữa không. Còn mình lấy cái chạc trên Poloniac nhá, là còn xuống nữa nha. Còn xuống nữa nha sếp. Sếp Simon có nhận định về trên web 3 chưa phải là lúc này, có thể là tương lai nhưng mà chưa phải là lúc này. Đối với em á, thì em không có giỏi phân tích cơ bản nên là em sẽ không biết được là mấy cái trang web 3 nó có gì sâu xa trọng. Sếp có thể xem các video trước đây của anh Tần Ú có phân tích ở trong kênh Fumonista nè, em nhớ là có anh Tần Ú có phân tích á, thì sếp và sếp xem. Còn em thì em phải đợi thị trường nó trả lời, em thì đánh phân tích kỹ thuật nên là em đợi thị trường nó trả lời. Stop loss thì stop loss, không stop loss thì em gồng, thế thôi. Hôm qua mua theo ship đang livestream con Kava lỗ 20% mà sợ quá, may là ship động viên giữ tiếp chứ không mình bán rồi. Ok ship 20% á. 20%. Hiện tại là 16. Mình cũng đã có nói với mấy ông rồi mà. Mình cũng đã nói với anh em rồi mà, là từ cái điểm này xuống stop loss xa mà. Sao múc chỉ luôn á. Bữa nói với mấy ông rồi, mấy ông chỉ thấy kèo thôi, mấy ông đâu có để tới cái vấn đề stop loss đâu. Mình chơi là tại vì đây là một cái chạc mà theo cái kiểu mà mình thích chơi nên mình chơi thôi. Và mình không có quan tâm tới cái chuyện nữa stop loss. Tại vì mình biết là stop loss thì mình đã quản lý vốn từ đầu rồi. Cái số tiền mình vô nó đủ để mà mình chịu được. Mình đã kêu từ hôm qua mà, lúc mà mình lên bài á là mình kêu stop loss xa, quản lý vốn nha anh em, chơi thì quản lý vốn, giảm volume rồi này kia. Kèo ít nhiều lần á, kèo mà mình call mà ít nhân tài khoản nhiều nhất mà ở bên Fumonista còn đăng bài là con Doge nè. Đây con Doge. Đâu rồi?
thiết TB5 full TB nè. Mình nhớ là mình call mấy lần luôn á. Mình nhớ là trước khi mình ăn cái kèo bên đây ngay chỗ này nhá, là mình call ở bên TCVN luôn rồi nha. Rồi mình mới bắt đầu mình qua bên đây mình call. Rồi rồi con nào nữa ta? Lâu quá rồi quên rồi. Ngày xưa có rất là nhiều con mình ăn. Con cô Ti nè. Con cô Ti này nè. Là lúc mà mình côn nó nằm ngay chỗ này nè. Con cô Ti á. Con cô Ti á, lúc mà mình côn nó nằm đâu đó ngay chỗ này nè. Đâu đó ngay chỗ này nè. Đấy. Ngay chỗ nhỏ xíu rồi nè. Thì tính tới lúc mà mình đây cái fibo này mình vẽ luôn nè. Đâu, mình côn ngay đây chứ, ngay đây ngay đâu ấy, rồi mình sẽ bắt ngay đây. Mình vẽ lúc đó là cái trend như thế này. Cái mô hình mình thích chơi, đây. Đây là cái mô hình mình thích chơi. Đấy. Thì cái kèo này ăn nhân 16. Ừ. Nhân 16, đơn giản thôi. Mà cái kèo này hình như là ở bên kênh channel của TCVN á. Ngày xưa mình con này ở bên TCVN nha. Ừ, nói luôn cho mấy ông qua đó mấy ông tìm cũng được. Đây nè, cô Ti nè, đấy. Ngày xưa mình có một bà chị, mình tư vấn bà chị đó mua ở đây. Gồng. Sau này cũng đốt hết à. Sau này mình không tư vấn nữa, bà chị đó cũng đốt sạch. Rồi con nào nữa ta? Đây con PL này nữa nè. Đây con PL này. Đó. Mô hình mình thích chơi. Ở đây là một cái nè. Rồi ở đây là một cái nữa nè. Đó. Đây. Thì lúc mà mình call là nó nằm đâu đó ngay chỗ này nè. Nằm ngay chỗ này nè. Cũng nhân 10. Xưa em có ăn con cô Ti bên TCVN. Chúc mừng ship. Đấy, có một ông từ bên TCVN qua nè. Đó. Cảm ơn ship đã xác nhận giùm mình nha. Không có gì bằng là member xác nhận giùm mình. Mình nói thì nhiều ông hay kêu là chém gió, nhưng mà member vô xác nhận giùm em nhé. Cảm ơn ship chung nhé. Mấy ông nên kiếm một công việc nào ngoài kia. Chạy rap chẳng hạn. Khi mấy ông chạy rap chán rồi vô chắc một lần slot, hai là ăn TB thôi. Từ đầu like không được trả lời kìa. TLM đợt trước mình có call nè. Con TLM này cũng là cái mô hình mình thích chơi nha. Nhưng mà bây giờ nó gãy, tạm thời nó gãy như thế này á. Thì đợi nó hồi lên trên đây nè, support nhá. Như thế này là gọi là mô hình gãy rồi nha. Nên là support được rồi đó. Đấy. Có thể là bây giờ nếu mà ông mua support á, thì ông đợi cho nó hồi lên như thế này. Ông chạy nè. Hồi lên tầm về cái entry á, 0.219 này nè. Ông chạy nhá. Chứ đường này chạy kỹ hết. Con Linh. Con trên Linh này thì con trên Linh này bây giờ nếu mà ship bốn gồng á, thì ship cầm một cái stop loss ở giá là 18.85 đô này nè. Rồi ship gồng. Con này vế trước này nó bay ghê lắm rồi nha.
ở đoạn này nó có bay nữa hay không thì em chịu nhá. Em không biết được. Hình như con Chainlink này là web 3 đúng không anh em? Con Chainlink này là web 3 đúng không? Hoa hết cả mắt. Ờ. Kèo gần đây thì ăn x2 thôi ạ. À. X2, x3 thôi. Ngày xưa thì mới ăn to được, tại vì ngày xưa thị trường nó ủng hộ, ngày xưa nó uptrend. Ngày xưa thì lúc mà mình lên kèo thì người ta chửi mình, ừ cho kèo ta gẹt điên thế. Cái ăn kèo cái không thấy ông nào vô xin lỗi đó. Ừ mấy ông chửi tôi điên á, mấy ông đâu rồi. Nè không thì con super này nè. Con super này cũng ngày xưa có con nè. Hít tới bên 1 rồi nè. Đó, từ tháng 11 nè. Nè, từ mình lúc mà mình cho mua là 0.517 cho tới 0.87 nè. Đấy, TB1. Mình sẽ tính từ ngọn luôn nha. Đây, lan 100% x2. Còn nếu mà ông gồng hơn nữa thì hơn x2 rồi. Giờ Rose TB 1 đô. Ừ đúng rồi ship. Con Rose TB 1 đô nha. Ship cho mình theo vài kèo nhân phẩm á. Kèo của mình không có nhân phẩm. Mình nói như thế này nè, kèo của mình cho không có nhân phẩm. Kèo của mình cho là nó có tỷ lệ hết. Nó có tỷ lệ nha. Tỷ lệ là như thế nào? Là nó có thắng và nó có thua. Nhưng mà khi mà tôi thắng á, thì tôi ăn nhiều. Khi mà tôi thua tôi ăn ít. Ủa tôi mất ít. Nó dẫn tới cái chuyện là khi mà đánh càng nhiều á thì càng ngày tôi cái số tiền có sẽ càng gia tăng. Thế thôi. Chứ kèo của em không có nhân phẩm nha sếp. Không có kèo. Ừ nó gọi sao ta. Nó không phải là trò chơi may rủi. Nếu mà ship nhìn vào một trò chơi á, ừ ship coi nó là may rủi thì nó may rủi nha, nhưng mà đối với em nó không phải là một trò chơi may rủi, nó là một trò chơi quản lý vốn. Ai quản lý vốn tốt hơn, ai đi vốn tốt hơn thì người đó thắng. Và nó không phải là một trò chơi giàu nhanh. Cô Ty con group này tháng 7 vẫn x4 x5 mà, đúng rồi. Vẫn ăn mà, đâu có lỗ đâu. Đây nè. Đợt có rớt xuống đây nè, con phát bay lên nè. Đâu có lỗ đâu. Hình như nó cắn stop loss em một lần á. Hình như con cô Ti nè, cắn stop loss em một lần ngay chỗ này nè. Rồi sau đó rút phát trên này nè, em con thêm phát nữa này. Rồi cũng ăn á. Thì nó cắn stop loss em một lần, nhưng mà tính tổng ra á, thì tỷ lệ thắng là đang gấp đôi tỷ lệ thua. Và giá trị lợi nhuận thì múc chỉ luôn. Nè thì ngay cái chỗ này đúng không anh em, nó rớt xuống đây anh em chạy stop loss đúng không, nó đâm xuống đây khi mà nó lên lại em mua ngay chỗ này là gần như là anh em hồi vốn nè. Nên là cứ cắt thôi, cắt xui lắm thì chúng ta mua lại nó mới lỗ thôi, nhưng mà cái tiền lời thì kiểu gì nó cũng sẽ giúp cho anh em kiếm lại tiền à. Con này không mua được nha ship, nó chạm stop loss của mình rồi. Out thôi. Chạy. Nghỉ. Ủa? Crypto.com hình như mới bị chặn quảng cáo đúng không? Em thấy hình như mới bị chặn quảng cáo. Em thấy sáng nay su not vô group nè. Đây nè. Cơ quan quản lý Anh đã cấm hai quảng cáo của crypto.com. Chẹt như thế này thì đúm. Một là đúm, hai là không mua được ở thì hiện tại.
Ông nào muốn bắt đáy thì tùy ông. Xíu xem giúp em con C98. C98 đang xe quay không chơi được. Ở thời điểm hiện tại chưa có xu hướng. Gần như là xe quay hoàn toàn. Ở đây. Đây, đang trong tam giác xe quay không chơi. Còn nếu mà đứng ở góc nhìn hệ thống của em nhé, cái hệ thống của em nó đang vọng lên như thế này á, là em sẽ nằm nó rớt nhé. Rớt như thế này nhé. Link web 3 để ship, link làm về Oracle lớn nhất hiện nay, ok ship. STM hit TB2. Ủa báo rồi mà. Ủa tôi gáy rồi mà ông. STM tôi gáy mà. Ủa STM tôi có gáy mà. Chưa gáy hả? Em tâm mà tôi không gáy. Quên gáy. Ừ để tôi gáy, cảm ơn anh em nhắc nhé. Để tôi gáy. Cảm ơn anh em. Gáy vậy. Ừ. Lỡ rồi gáy thôi. Con STM này mấy ông gồng lên 4 đô nha. Ít nhất là 4 đô nha. 4 hoặc là 5, 4.9 đô rồi nè. Đó, ít 2 đô nè. Ok. Ship ơi họ có con đìa. Đìa đìa. Đìa đìa. Con này ở thời điểm hiện tại chưa mua được nha ông. Đợi thêm đi. Nếu mà nó có một cú tăng lên như thế này nè. Ừ thì hỏi lại tôi nhé. Chứ con này cái chẹt như thế này thì không chơi được. Hệ thống của mình thì báo là đâm tiếp nha. Silo nó vẫn đang loanh quanh vùng entry mà. Hôm bữa hit TB1 rồi nè. Con này chốt bớt ra không? Con Silo vẫn đang trụ được nha. Mấy ông có thể gồng thêm á. Nó bay là bay xa lắm á nha. Con Silo á. Trước bên TCVN ship con bác X8 nữa. Đúng rồi, con nhiều con lắm. Ngày xưa lúc mà bên TCVN con ghê lắm. Tôi con lúc đó là mấy ông toàn kêu tôi điên không mà. Ngày xưa ở bên tôi sẽ nói như thế này nè, ngày xưa tôi bên TCVN á, member vô coi kèo của tôi á kêu tôi điên hoài luôn á. Tôi cho cái kèo X2 thôi mấy ông kêu tôi điên rồi. Chứ không cần tới X8 đâu, tới lúc mà nó hit X8 á mấy ông kêu tôi điên mất tiêu hết à. Không thấy ông nào hết. Không thấy ông nào hết luôn, thiệt. Không thấy ông nào hết luôn. Tôi cho cái kẻ X2 mấy ông kêu tôi điên. Ừ thị trường này sao lên được X2. Cái tới lúc nó bay thôi. Mấy ông tàn chút non thôi. Mấy ông chửi tôi tàn chút non thôi. Con này tạm thời ngồi yên đi sếp. Nó chưa cắn stop loss. Tạm thời ngồi yên nha.
cái kèo này mà mình vẽ hình như là mình có côn nè. Nếu mà nó chưa chạm số thì ngồi yên, đợi của nó đi như thế nào nha. Chưa vô được nha sếp. Ở vùng này đợi nó rách ao hẳn đi. Đợi nó đi như thế này nè. Mình chơi. Còn nó đang ở, nó đang vẫn còn đang nằm nằm trong tam giác. Hơi nguy hiểm một tí. Nhưng mà chặt này khá là đẹp nha. Nó chạy như thế này khá là đẹp. Nó chạy như thế này gần như là nó sắp hết chu kỳ giảm của nó rồi. Nó đang qua chu kỳ sideways chuyển thành mùa xuân rồi. À, tôm á 60 đô, 90 đô, 120 đô, 160 đô, 269 đô. Gồng đi. Gồng mạnh vào, con này sẽ bay xa lắm á. Con này là cái mô hình tôi thích chơi á. Qua tôm nè. Mà bữa tôi quên côn. Tôi vẽ cho mấy ông mà tôi quên côn nè. Tôi vẽ cho mấy ông cái entry mà tôi quên côn mấy ông nè. Con này mấy ông gồng khỏe lên. Khỏe. Con này sẽ là một con cô ti tương lai nhé. Con này nó sẽ bay y như cô ti luôn. Nó bay y như cô ti luôn. Ông nào đang gồng atom gồng mạnh lên. Đừng có cắt. Một phần có vẻ là phu cho con CRO. Thật ra đối với cái chạc đó thì mình out ra mình không có chơi nữa. Cái chạc nó bay xa lắm rồi. Cái chạc con CRO á, nó bay xa lắm rồi thì chuyện nó ăn phu là chuyện bình thường. Có gì đâu. Chuyện ăn phu là chuyện rất là bình thường. Con Dao Maker. Đầu tiên thì tôi sẽ nói về stop loss nhé. Ông cài một cái stop loss ở 3.9 nhé. Ông cài một cái stop loss ở 3.9 nhé. Rồi target 1 sẽ là vùng 62. Target 2 sẽ là vùng 8.3. Lên được tới đó đi tính. Lên được tới đó ông quay lại đây ông hỏi tôi nhé. Ông Dao Maker nè, ông bé cua nè. Uma thì mình thấy mới có tin tức tốt thôi chứ chạc thì chưa có gì. Đợt trước cho anh em mua ở bên cái mé bên đây nó đâm gần chạm top đó xong nó bay hit từ bơm một rồi, thì khi mà hit từ bơm một là gần như là mình hết hết trách nhiệm với anh em rồi, nó đâm về như thế này thì đợi top đó thôi. Còn nếu mà anh em muốn mua thì hiện tại thì mình khuyên là chưa nên mua với cái chạc như thế này. Chạy như thế này hệ thống của mình báo là không được. Hiện tại không mua được á. Ủa ông Elon ông hỏi con nào? Ship cầm tiền thì ship cứ cầm tiền đi. Có gì đâu mà sốt ruột. Ship muốn mất tiền sớm vậy à? Cầm tiền thì cứ ngồi yên thôi. Làm gì mà sốt ruột? Sốt ruột sợ mất cơ hội à? Đợi khi nào có vị thế đẹp rồi mình chơi. Chứ chi khổ vậy? Ông cầm tiền mang Tết đi, Tết, Tết ta còn phía trước kìa, cầm tiền ăn Tết đi. Biết đau.
Vào được nha em, con biết đau này vào được nha. Mi nè. Vào được nha Mi. Ở đây có một cái ông nào mà hỏi kèo á, muốn muốn chơi ở thời điểm hiện tại con biết đâu chơi được nè. Mà con này chỉ có trên FTX thôi. Chơi nhớ quản lý vốn nha. Cài một cái shop loss ở đây giùm mình. Kèo này là kèo đánh sóng hồi nha. Ăn tới lên tới 2.3 chạy, chạy bớt ra hoặc là chốt hết cũng được. Nó bay tiếp thì tính tiếp, tính tính kiểu khác nha. Vùng này múc được, đánh lên cái vùng này. Đánh lên 2.39, 2.4 nè. Rồi. Target 1 2.4. Target 2 2.8. Alice thì giờ có vào được không? Không vào được nha. Nó sắp cắn slot rồi, không vào được. Đứng ngoài đi. Giờ tạm thời mấy ông nào mà muốn chơi thì tạm thời đứng ngoài đi. Đợi thị trường nó tốt tốt rồi chúng ta chơi. Muốn mua con Kono các bạn à. Con Kono đứng ngoài đi. Con Kono có CMO ngon thôi chứ chạy không có ngon. Nhà ship Elon. Né con Kono ra nhá. Tôi cho pin ông lên để mà ông thấy. Né con Kono ra nhá. Chuyện quan trọng nói nhiều lần. Sao nghĩ làm TCVN thế ship? Mình đâu có nghĩ làm đâu. Mình chỉ đi theo anh Tần Ú thôi. Mà nó đơn giản như thế này là anh Tần Ú đi đâu mình sẽ đi theo đó. Mình là một con người khá là trung thành. Lúc đầu á là mình được giới thiệu, mình được người bạn mình giới thiệu cho anh Tần Ú. Ừ là mình biết phân tích kỹ thuật này kia, anh Tần Ú nhận mình. Thì anh Tần Ú lúc đó anh Tần Ú hỏi mình là ừ muốn ở lại TCVN hay là muốn đi theo anh Tần Ú làm lại. Thì mình mới nói là mình nói thẳng với anh Tần Ú luôn, ừ là anh Tần Ú bạn em giới thiệu em cho anh. Thì em tin tưởng anh nên là em đi theo anh. Chuyện còn chuyện mà bên TCVN như thế nào em không quan tâm. Ừ em đơn giản như thế thôi. Anh Tần Ú đi đâu em đi đó. Ừ nếu mà anh Tần Ú vẫn còn muốn em đi theo thì anh Tần Ú đi đâu em đi đó. Đơn giản thế thôi. Đơn giản là từ đầu là em được giới thiệu cho anh Tần Ú. Đó, đó là câu chuyện. Tại sao em out TCVN? Tại vì anh Tần Ú out nên em out theo. Còn lý do nội bộ như thế nào thì em không biết. Em không quan tâm. Em chỉ quan tâm anh Tần Ú đi đâu em đi đó. Ừ. Hoặc là anh Tần Ú kêu em đánh như thế này. Kêu em đánh cho group nào thì em đánh cho group đó. Đó là lý do tại sao mà cái vụ drama virus em kêu là ừ mấy ông cứ nổ số tài khoản cho anh Tần Ú ấy. Anh Tần Ú kêu em nói đứng về phe nào em sẽ nói đứng về phe đó. Mấy con X8 như thế là kèo rủi ro mua những con coi rác à? Không, làm gì có rác. Nó bay được là không rác. Đơn giản thế thôi. Cô Ti tới bây giờ cô Ti đâu có rác. Sao hôm nay view cao thế nhỉ? Mấy bữa 60 view hôm nay lên trăm mấy chục view. Ngon thế nhờ. Up trên à? Up trên lại à? Lượng view up trên à? FTM gồng hay chốt gồng đi. FTM gồng lên 4.9 nha. Ship chiều Vĩ Lâm nè, gồng lên 4.9 nha ship. CQT sẽ cắt. Con CQT nó đang ở cái vùng khá là đẹp nha. Cái vùng hỗ trợ này có khả năng là nó sẽ bay trở lại á. Cái vùng này là một cái vùng hỗ trợ theo theo tâm linh. Ừ. Target 1, 1 đô. Ủa, xin lỗi anh em. Target 1 phải ở đây. 0.8, target 2 1 đô. 1.2 đô. Đấy. Như thế này.
gồng đi. Ông nào mua xe quy tê nè, đu cao quá thì giờ lỡ gồng được tới đây gồng tiếp đi. Atom giờ vào được không á? Giờ vào gì nữa? Ông thấy nó làm nguyên sọc lên như thế này, ông hỏi tôi vào được không? Có một cách để ông vào là đợi nó phát ao cái vùng này đi, chứ chỗ này không nên vào. Em gồng Atom từ 18 tới giờ, ông gồng thêm đi, gồng khỏe vào. 18 còn ngon lắm. Ủa, gồng tới giờ còn ngon lắm. Từ 12 á, ông mua được giá 18 đúng không? Ông gồng lên trên đây nè, ông gồng cái chỗ này nè, đấy cái chỗ tôi khoanh tròn ấy, ông gồng lên tới thẳng trên đó. Chưa theo được kèo nào của ship á, mới theo được có con Kava. Ừ thì đợi thôi, em cũng đang đợi thôi. Em mới mua con Kava đấy, em mua chung với anh em mà. Em chốt con Ali, em nhảy qua Kava tại vì em thấy chạy con Kava cái kiểu mô hình đó em thích hơn, để em nhảy qua thôi. Đó là cách đánh của em. Rồi ông nào chơi con Atom thì đây, tôi sẽ vẽ luôn cái chạc cho mấy ông xem. Nó sẽ đi như thế này nè. Từ đây nhá, nó đi như thế này. Ship nghĩ sao về việc hôn những coi sàn để ăn low spot? Ngon mà. Chơi được. Nhiều kèo, nhiều anh em trong group ăn rất là nhiều tiền từ long spot. Em thì em không có chơi cái đó, nhưng mà em thấy là nhiều anh em ăn nên là em nghĩ là ngon. Tại vì hôn coi sàn thì nó khó đâm, nhất là coi Binance, con BNB ấy. Hoặc là con HT cũng vậy. Con HT thì giờ nó đang dưới đáy rồi, nó đang xe quay dưới đáy rồi, thì mua rồi đâm rồi đâm ít, tăng mạnh, sợ gì. Con Ali và TLM là chị em thì phải, hai con chạy giống nhau. Không, khác nhau mà. Con Ali có một cái vấn đề của con Ali là nó gãy cái chain này nè. Nhưng nó gãy cái chain này không có nghĩa là nó không bay nữa nha. Ừ. Có thể là ở ngay cái đoạn này mình đếm sai sóng Helios nè. Tại vì có khả năng là cái sóng số 3, cái chu kỳ tăng như thế này nè, là nguyên một cái chu kỳ phía, vẫn là cái phía trước này của nó. Đây nè, khi mà cái sóng này nó lên vùng 28 nè. Đấy. Thì cái plan em thấy ở thời điểm hiện tại khả dĩ nhất là nó như thế này. Ở đây là sóng 3 nhá, ở đây là sóng 4 này và ở đây là sóng 5, được chưa? Và bên đây nó sẽ chạy ABC. Tại vì sao em đếm sóng sai ở chỗ này là tại vì ở chỗ này nó sideway nè, ở chỗ này nó sideway làm em bị tưởng là ở đây là sóng 4. Nhưng mà không, nó là sóng 4 của cái sóng nhỏ tí xíu ở trong này. Rồi. Thì con Alice này có khả năng là nó sẽ rớt vào cái vùng 9 đô, 9 đô thêm một phát nữa. Nếu mà nó rớt vào vùng 9 đô thì em sẽ suy nghĩ em đảo kèo. Ừ. Còn không thì cứ đợi nó sideways thôi. Nó hồi lên lại thì em sẽ mua lại. Con SNX thì chưa mua được nha ship. Nó đang vẫn nằm dưới trendline. Rồi. Còn 8 phút nữa. 8 phút nữa là 5 giờ nhé. Em xin nghỉ nha. Báo trước anh em. Để anh em không bị
con này cũng chưa mua được nha, con ca này cũng chưa mua được. Đợi mấy bữa nữa đi, coi nó như thế nào. Tê hàm quá anh em à. Được rồi, cũng tham khảo. Ở TCVN luôn có cao không ship? Lương của em là được anh Tờ Nú trả. Lương của em là được anh Tờ Nú trả nên là em sẽ không bàn về vấn đề lương của bên TCVN tại vì em không biết. Lương của nó em không biết. Em chỉ biết là lương của em được anh Tờ Nú trả và em rất là tôn trọng anh Tờ Nú nên em sẽ không bóp lịch cái chuyện đó ra. Được chưa? Rồi, cảm ơn anh em hỏi về vấn đề lương nha, nhưng mà nó hơi nhạy cảm một tí. Anh Tàu Đú trong Telegram nick là gì á? Đây, Tờ Nú Tuấn Anh. Đây ông. Đây, Tờ Nú BMV. Đây tôi copy qua luôn cho mấy ông không bị scam. Tôi chat trên kênh chat nha. Đấy, ông nào hỏi về anh Tờ Nú, mấy ông muốn inbox hay giao lưu kết hợp với anh Tờ Nú thì đó. Giờ có phải là lúc bắt deep BTC không? Đối với em thì em không bắt deep. Em sẽ đợi có xác nhận. Con ship chain này mã là gì ship ơi? Xem kèo của ship ở đâu á, ship có thể lên Fulmonista ở dưới phần mô tả thêm á, có group Telegram Fulmonista cho ship Elon. Group Telegram. Vô trong đó xem. Ở đây nè. Đây. Fulmonista channel. Kèo thì mình post ở trên đây. Long short rồi spot gì mình cũng post trên đây hết. Ông nào muốn vô đi, kiếm mấy cái kèo tôi cắn stop loss của tôi để chửi cũng được. Đây nè, tôi nói luôn con vét này nè, cắn stop loss nè. Đấy. Nhiều lắm. Kèo cái cắn stop loss thì nhiều lắm. Mấy ông có thể vô mấy ông lấy bóc phốt tôi cũng được. Đủ để bóc phốt đấy. Con Dust tạ. Mình không có giúp được ship đâu nha, nói trước. Mấy ông đừng cho tôi giúp, tôi chỉ phân tích kỹ thuật thôi. Còn chuyện nó tăng hay không là tôi không có nói được. Ủa? Con này bay tung nắp rồi, có gì đâu mà giúp. Con này ông mua giá nào mà ông kêu tôi giúp? Ông đang lời mà. Ông đang lời giúp gì? Nói thử xem nào. Tôi xem tôi giúp được ông không. Các kèo nhân nhiều lần là mua lúc mới mở bán à, ship có hay lên kèo vậy không? Kèo của mình là kèo trên sàn Binance hết á ship Elon à. Con nào list Binance thì mình mới call. Tại vì mình đánh theo cái kiểu có chạc mình mới chơi. Được chưa? Mình call anh em là kèo 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 trên Binance cả nên là ông nào kêu tôi lừa đảo cứ vô lấy mấy kèo tôi cho stop loss ấy bóc phốt tôi cũng được. Đấy dẫn đường cho mấy ông chạy luôn á. Ông nào muốn bóc phốt tôi mà làm tôi bóc phốt thì cứ bóc phốt nha. Bao mấy ông bóc phốt luôn. Tôi bao mấy ông bóc phốt luôn tôi nói thiệt. Đó giờ tôi sống đủ tốt để mà tôi bao mấy ông bóc phốt.
May ra thì bóc phốt được tôi chắc có mấy em gái từng quen tôi thôi. Ừ, có mấy gái từng quen tôi may ra bóc phốt được tôi thôi. Chứ anh em theo kèo tôi thì khó bóc phốt tôi lắm. Thế ship này không lên kèo sổ số hả? Không. Kèo em là không có sổ số, kèo em là có top lot TB rõ ràng nha ship. Vũ Nguyên. Vụ gì á? Ship vô đây nè, có kèo của anh Kakaros nè, rồi kèo của An nữa, An đánh kèo hồi hơi bị ngon. An đánh kèo hồi hơi bị ngon. Đây đem kiếm cho ship. An đánh kèo hồi hơi bị ngon nha. An cũng ngon nữa. Đây kẹo của An, kẹo của An ăn con beta nè, đó nổi tiếng luôn mà. Ai hỏi lương gì ở đây, tiếp làm theo đam mê. Ừ, em làm theo đam mê nhưng mà em cần một số tiền để em duy trì cuộc sống. Ừ, nếu mà đơn giản thôi, trả được số tiền mà em mong muốn để em duy trì cuộc sống thì em sẽ làm theo đam mê. Em nói thiệt, số tiền của em không lớn. Số tiền em muốn không có lớn nhưng mà chỉ cần trả được số tiền đó mà có em tin tưởng là em sẽ làm hết tất cả mọi thứ. Em không có quan tâm tới số tiền lớn, em chỉ quan tâm là em sống được thôi. Sao ta, quan điểm của em từ đó tới giờ rồi, quan điểm của em là em không có mưu cầu giàu lắm. Em chỉ mưu cầu là em đủ sống thôi. Em vui vẻ với cái chuyện là em gọi là sao ta, tận hưởng cuộc sống của em á. Em nghèo thì tận hưởng cuộc sống của người nghèo, còn giàu thì lúc nào em giàu thì em sẽ tới lúc đó thì vũ trụ cho em tận hưởng cuộc sống của người giàu, lúc đó tính tiếp. Chứ nếu mà nói lương đam mê gì, đam mê thì có, đam mê trong cái ngành này thì có, nhưng mà đơn giản là anh ta nấu trả em một số tiền đủ để em sống, đơn giản như thế thôi, dư luôn á chứ, đôi khi là đi dư luôn. Không, thật ra anh cáp kẹo không phải là kẹo sổ số nha mấy ông. Ừ, kẹo em nói thiệt, kẹo của anh cáp Kakarot cũng không phải là kẹo sổ số. Kẹo anh cáp Kakarot thật ra là kẹo nó ngắn hạn hơn em thôi. Anh cáp đánh theo kiểu trung hạn, còn em đánh theo cái kiểu dài hạn. Ừ, kẹo của anh cáp ăn ngắn hơn kẹo của em, nhưng mà kẹo anh cáp cũng ngon lắm á. Kẹo của anh cáp cũng không phải là kẹo sổ số nha. Đối với góc nhìn của em thì kẹo anh cáp cũng không phải kẹo sổ số. Tại vì bất cứ một cái kèo nào của anh cáp em nhìn vô em đều hiểu lý do anh cáp cho anh em mua. Mà một khi em đã hiểu được lý do á, thì nó không phải là sổ số. Giúp cho ông thành lỗ. Con nào ship thành luôn ơi. Rồi, 5 giờ rồi nha. Rồi em sẽ đọc hết cái đống comment này rồi em off nha anh em. Mình thấy một số hình thức theo dạng một người sẽ hướng dẫn hoặc đánh giùm người khác lấy phần trăm hoa hồng, ship nghĩ sao về việc này, có quan tâm không? Rồi, em sẽ nói về vấn đề này tại vì em từng trải qua rồi, em trải qua rất là nhiều lần vấn đề này. Thì em nói thẳng với anh em luôn. Thằng thiệt thòi nhất là thằng trader. Em nói thiệt, trong cái vấn đề một người hướng dẫn hoặc một người đánh giùm như thế này á, ví dụ như em đi, em từng trải qua cái việc này rồi. Về cơ bản á, thì ngày xưa em từng đánh cho một người ăn cũng rất là to. Chắc ông nào ở trong group hoặc là xem livestream của em nhiều cũng biết câu chuyện này, em kể ngàn lần rồi. Ăn rất là to. Nhưng mà sau đó thì tới lúc em nhận lại thì nó không xứng đáng với công em bỏ ra. Nhưng mà cái vấn đề mà nhận hướng dẫn hoặc là đánh giùm á, gọi là ủy thác á, thì có nha. Có. Thì em từng làm. Và đối với em thì gọi là sao ta, ăn cũng có, thu cũng có. Nhưng mà về cơ bản tới lúc ăn,
cái người mà em làm cho giúp đỡ đó mà ăn nhiều nhất, giúp rất là nhiều thứ, nhưng mà tới bây giờ thì gần như là em không được gì cả. Em giúp người ta ăn được một cái kẹo rất là to, người ta trả được hết nợ của người ta, nhưng mà tới lúc còn nợ của em thì vẫn còn đó, và em vẫn phải nai lưng ra em làm, nai lưng ra em chơi forex để mà em trả. Trong khi lúc đầu người ta nói với em lời ngon ý ngọt, kêu là em giúp anh giàu đi, anh sẽ không quên em đâu, nhưng mà cuối cùng thì cho tới bây giờ thì chỉ có anh Tờ Nú là không quên em thôi. Cái đó là sự thật nhé, cái đó là sự thật cho tới thời điểm bây giờ. Mặc dù là em chưa giúp gì cho anh Tờ Nú, nhưng mà tới bây giờ anh Tờ Nú giúp rất là nhiều. Ai là bồ ship thế? Không có ai trong hai người, hay Quyên hoặc An là bồ em cả. Sao anh em cứ em không em sao ta? An với Quyên xinh như thế sao mà yêu em được? Em có gì đâu mà yêu, em chỉ là một thằng trader quen thôi. Lâu lâu rảnh rỗi, ngày nào cũng rảnh, lên ngồi chém gió với anh em. Ngồi ra livestream chém gió thì có gì đâu mà yêu. Ốm o gầy mòn, chả gì đẹp. Giờ mặt còn sưng nữa. Bùi Khánh. AI trên sàn KuCoin á, đâu để mình xem. Nghe bảo bát cơm ngon hả? Đây. Con AI đó là con nào trong đống này đây? AI Ozark này đúng không? Con AI Ozark này hả? Dust này á, nếu mà ship ship gồng á, ship không mua cái giá 0 chấm không chấm mấy 0.45, 0.45 là cái giá rất cao đúng không? Thì ở đây là ship đang đang x2, gần x2. Em sẽ lấy một cái Fibo cho ship nhé, nhưng mà em nói trước là ở đây là nó chạm cái vùng gần tới cái vùng 1.2.618 mà ha, thì ship canh tới cái vùng 1.28 là ship chút bớt cái phần vốn ship ra, rồi phần còn lại ship gần lên vùng 2.3 nhé, 2.3 đô này. Rồi đấy, ok nha ship. Hồi hôm anh Tờ Nú nhắn gọi ship GN ở The Brick. Ồ, vậy là ship cũng tay to à. Chào anh. Quen anh Tờ Nú thì chắc là em phải xưng anh bằng anh, tại vì em còn trẻ. Bữa đó thì em đi khám răng. Bữa đó em không có đồ trắng á, với lại không có đồ, em toàn đồ đen thôi. Bữa đó em phải đi khám răng. Em khám tại vì nó nhức răng á, nên là em cũng không có đi được The Brick. Nhìn thấy anh em đi vui quá trời. Xíu đừng nói vậy chứ. Nói gì? Mình thấy nếu có hợp đồng thì hay hơn. Tình nghĩa gì tình nghĩa, lúc đó chắc chắn không bị vậy, chia buồn cùng bạn. Nó không phải là vấn đề hợp đồng hay không, mà nếu mà có hợp đồng á thì nó cũng không có ý nghĩa gì cả. Đối với em là như vậy. Tại vì sao? Cái ngành em làm là cái ngành em làm ở thời điểm hiện tại đang là crypto. Crypto nó không được pháp luật công nhận. Có hợp đồng hay không có hợp đồng thì nó cũng như nhau. Thì cái chuyện mà em giúp người ta rồi này kia thì
Thật ra em cũng không quan tâm là về cái vấn đề mà scam hay gì đâu. Đây, nó chỉ là một câu chuyện để em kể ra cho anh em thôi, về cái vấn đề đó thôi, chứ scam hay không em cũng chẳng quan tâm. Ừ, scam thì thôi. Có anh tờ nú chống lưng rồi. Thì em thấy cuộc đời trader của em khá là ok, nên là em cũng không quan tâm lắm. Người ta scam em thì em kệ thôi. Con này chưa mua được nha sếp ơi. Con AI này nè, chưa mua được. Với cái chạng như thế này thì gần như là chưa mua được. Baker thấy có hobby á. Ok. Nhưng mà cái chạng như thế này thì em khuyên là chưa mua được nha. Cái chạng như thế này thì em cần nó có. Có thể là nó sẽ quay ở cái vùng này thêm một tí nữa. Từ cái biên 0.016 này lên tới 0.26 này nè. Ừ, nó sẽ quay ở đây. Tại vì cái kiểu đánh của em thì gần như là cái chạc như thế này thì em chưa muốn mua. Em chưa mua được. Chỉ đến dài hạn mà cái chạc như thế này thì em không mua được. Đợi thêm đi ship. Có thể là vài ngày nữa ship hỏi là em. Ở đây em đang xem chạc 8 giờ chứ có thể 2 3 ngày nữa là ship quay lại ship hỏi em con này. À, người ta mua rồi á. Lỡ mua rồi thì gồng thôi. Lỡ mua rồi thì gồng thôi chứ giờ sao giờ. Lỡ mua rồi thì gồng. Ừ, cài một cái số đó ở dưới đây. 0.0128. Rồi. Chích mua được. Không. Không. Chặt này không mua được. Giờ mua là ru đỉnh đó. Nó mới lên sàn mà. Ông thấy không? Nó mới ăn là 687 lần. Bây giờ sử dụng không á, em ổn, bây giờ em like được là ổn rồi đó. Hơi hơi sưng sưng mặt tí thôi, hơi sưng sưng mặt tí thôi, hơi sưng một tẹo. Sao em không mở được cái chạc này nhỉ, nó lắc quá. Ồ, nhiều người mua thế, nhiều người mua như thế này thì mấy ông không. Ôi ôi, hôm nay hả? 5, 12. Ủa? Chân này chơi cũ rồi. Chân này em chịu nhá. Còn với cái chạc ở trên gác này thì em không biết. Em cũng chịu luôn. Chàng này mới quá, em không đủ thông tin, không đủ kỹ năng để chơi cái này. Em khuyên là không nên chơi. À, dễ đu đỉnh lắm. Thôi cái vấn đề đó anh em không nên bàn, tại vì gần như là cái chuyện đó nó xảy ra rồi và em cũng không muốn truy cứu. Ừ, vấn đề đó là vấn đề tình cảm, còn người ta làm như thế với em thì em cũng thấy bình thường mà anh em, kệ đi.
em không quan tâm đâu. Cuộc sống này đối với em nó cho tới bây giờ nhá, nó đủ đủ màu sắc hết á, và em khá là thích câu chuyện em đang được trải qua. Em không có quan tâm chuyện tiền em nhiều em ít đâu, nên là anh em cứ bực cứ kệ nó đi. Những câu chuyện của em kể cho anh em á, em không có sử dụng cảm xúc vào trong đó. Nó chỉ là những câu chuyện để mà anh em nghe thôi, rồi anh em rút ra được bài học nào thì anh em rút. Nhưng mà em nói thật là có hợp đồng hay không có hợp đồng thì cũng như nhau à. Đâm chém rồi này kia thì em không có chơi trò đó, tại vì em tôn trọng cuộc sống của người khác. Ừ. Đối với em nha, nhất là ở trong thị trường tài chính nha. Kiếm được thì mất được. Rồi, ừ, có anh em nhắc rồi thôi, em nghĩ đó, em lấy đá em lăn cái hàm em tiếp đây. Giờ nó tê rồi anh em à. Thôi bye bye anh em nhé, chúc anh em, nhất là những anh em ở ngoài Bắc, rồi những anh em đang ở trong Sài Gòn cũng vậy, chúc anh em có nhiều sức khỏe á. Để đón Tết, rồi không bị Covid rồi này kia nha. Sức khỏe thì hiện tại là quan trọng nhất. Ông nào đang đu đỉnh thì thôi, cố gắng. Đang đu đỉnh thì đợi thôi, chứ giờ biết sao giờ. Thị trường nó đâm thì chúng ta cũng phải đợi thôi. Em cũng đợi thôi. Nó đâm hay nó bay thì em cũng phải đợi. Ừ, nó không tăng thì nó giảm thì em stop loss. Nhưng sức khỏe thì lúc nào cũng phải có nha anh em. Rồi, em lên một cái clip nha. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Chia sẻ cho thầy đi. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Chia sẻ cho thầy đi. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Chia sẻ cho thầy đi.